Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 10.001. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi quay đầu nhìn Tần Quan, Tần Quan nhún vai một cái, đi thì đi thôi. Diệp Huyên đáp ngay, được. Ông lão liếc Diệp Huyên và Tần Quan một cái, sau đó xoay người biến mất ở cuối tinh không. Không bao lâu sau, Diệp Huyên và Tần Quan đã tới Ma La tộc, vừa tới đây, hai người đã cảm nhận được mấy trăm luồng khí tức khủng bố. Diệp Huyên dùng mình trong lòng, Ma La tộc này không hổ là đại tộc đứng đầu vũ trụ vô biên, thực lực này đúng là vượt xa Thái Linh tộc. Lúc này, một cột sáng đột nhiên phóng lên trời. Ầm. Trong nháy mắt, một màn sáng khổng lồ xuất hiện bao trùm lấy toàn bộ Ma La tộc, còn Diệp Huyên và Tần Quan thì bị nhốt kín trong tộc này. Mai phục. Diệp Huyên và Tần Quan nhìn nhau một cái, vẻ mặt hai người vô cùng bình tĩnh. Ông lão kia đột nhiên xoay người nhìn Diệp Huyên và Tần Quan, cười gằn, đúng là ngu không thể tả nổi, hai người các ngươi lại theo ta đến Ma La tộc thật, đúng là. Chợt, giọng nói tắt đi. Bởi vì Tần Quan đứng đối diện lão đã móc ra một quả tinh đạn, mà không, nàng móc liền ra một mạch 20 quả tinh đạn đặt xuống trước mặt. Nhìn thấy cảnh này, những cường giả Ma La tộc nấp trong bóng tối đều tái mặt lại. Uy lực của thứ này bọn họ đã được nghe qua hết rồi, Thái Linh tộc lúc trước là bị thứ này xóa sổ đấy. Trừ vạn kiếp cảnh ra, những cường giả khác căn bản không có sức chống cự khi đối diện với thứ đồ chơi này. Tần Quan nhìn sắc mặt khó coi của ông lão, 100 tỷ, nếu không hôm nay chúng ta sẽ không rời khỏi đây. Nổi giận, ngươi là giặc cướp à, ngươi. Tần Quan đột nhiên đốt lửa một quả tinh đạn, sau đó nhanh chóng xoay người lại, lấy hai tay bịt lỗ tai. Xèo. Một tiếng vang dữ dội nổ ra, tinh đạn kia lập tức hóa thành một tia sáng trắng bay ra ngoài. Phía xa xa, sắc mặt ông lão thay đổi đột ngột, lão đột nhiên vọt về phía trước. Vung tay ra, một ấn tự khổng lồ hình bàn tay ập xuống từ chân trời. Ầm ầm. Một đóa mây hình nấm bỗng phóng lên trời từ Ma La tộc, chớp mắt, màn sáng lớn kia nổ tung, mà ông lão cầm đầu cũng bị chấn bay ra ngoài mấy vạn trương. Toàn bộ Ma La giới rúng động, vô số đất đai nứt toác, vô số núi cao sụp đổ, vô cùng đáng sợ. Tất cả cường giả Ma La tộc đều bối rối. Ông lão bị đánh bay kia cũng ngu người. Lão nhìn Tần Quan ở phía xa với ánh mắt khó lòng tin nổi, lúc trước lão đã nghe qua uy lực của tinh đạn này, nhưng dù sao vẫn chưa được tận mắt chứng kiến, lão không ngờ rằng thứ này lại kinh khủng đến mức ấy. Cho dù là vạn kiếp cảnh cũng không thể chống lại được. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, 100 tỷ. Nếu không ta sẽ đốt tất cả tinh đạn ở đây. Tất cả tinh đạn. Nghe được câu nói này, ai ai cũng phải biến sắc. Một quả thôi đã kinh khủng đến vậy rồi, nếu cô gái này đốt hết 19 quả còn lại thì sẽ như thế nào? Ai chịu nổi? Căn bản không dám nghĩ. Ông lão kia nghe Tần Quan nói thế thì vừa sợ vừa giận, lão nhìn Tần Quan, đang định nói chuyện thì bỗng có một người đàn ông trung niên xuất hiện. Người này chính là tộc trưởng đương nhiệm của Ma La tộc Ma Hi. Ma Hi mở tay ra, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt Tần Quan. Trong nhẫn có vừa đúng 100 tỷ trụ mạch. Thấy thế, ông lão kia cả giận nói, tộc trưởng, sao chúng ta có thể bị nữ nhân này uy hiếp? Ma Hi quay đầu nhìn lão, vậy ma chí trưởng lão đỡ giúp tộc ta mấy thứ đen xì kia nhé. Nghe vậy, lão giả tên ma chí sượng mặt lại, một khắc sau, lão đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, cả giận hét lên, Diệp Huyên, ngươi có dám đấu tay đôi với ta không? Diệp Huyên khẽ nhíu mày, lão già. Ông thấy ta dễ bị bắt nạt lắm à? Nếu đúng vậy thì để ta gọi muội muội đến đánh ông một trận. Ma Chí tức giận, đang định nói chuyện thì Ma Hi đã lạnh lùng liếc mắt nhìn Ma Chí câm miệng lại. Muội, Tần Quan này đã không dễ chọc vào rồi, cô bé cầm kiếm kia há có thể dễ trêu. Trong lòng Ma Hi phẫn hận vô cùng, mẹ nó bị thiểu năng à? Dẫn đến một yêu ma còn chưa đủ hay sao mà còn định rước thêm một quỷ quái về? Hiện tại vũ trụ vô biên này ai mà không biết người phụ nữ mang theo bom này không hề dễ chọc vào. Nhưng ma chí này thì hay rồi, còn dám mời nàng ta về nhà. Hơn nữa còn muốn chọc điên người ta. Đây là hành động thiểu năng đến mức nào? Nhìn thấy đống tinh đạn kia, Ma Hi thấy lạnh cả lòng. Đây là cái quái gì vậy? Phía xa xa, Tần Quan nhận lấy nhẫn chứa đồ kia,
Lúc này, Diệp Huyên kéo kéo ống tay áo của nàng ta, đây có tính là thủ thuật gài mồi không? Tần Quan gật đầu, tính. Diệp Huyên lập tức bật ngón cái lên, đỉnh đỉnh đỉnh. Khóe miệng Tần Quan hơi cong lên, đi thôi. Nói xong, nàng ta và Diệp Huyên định rời đi, nhưng như nghĩ đến điều gì đó, nàng ta quay lại nhìn Ma Hi ở phía xa, tộc trưởng. Ba ngày sau chúng ta sẽ bán đấu giá một vài thần vật và truyền thừa ở vô biên thành phồn hoa nhất vũ trụ này. Chỉ cần có tiền là đều có thể tham gia, lúc đó hoan nghênh Ma La tộc tham dự nhé. Ma Hi im lặng một lát rồi nói, chắc chắn rồi. Tần Quan gật đầu rồi phẩy tay áo, hẹn gặp lại. Nói xong, nàng ta dẫn Diệp Huyên rời đi. Sau khi Tần Quan đi mất, nhóm cường giả Ma La tộc có mặt ở đây mới thở phào nhẹ nhõm, mọi người đua nhau liếc mắt về phía Ma Chí, ai nấy đều thấy phẫn nộ. Ma Hi quay đầu nhìn về phía Ma Chí, ông thấy sao? Nếu lão già này không phải là vạn kiếp cảnh, ông ta thật sự muốn chưởng chết lão ngay tại đây rồi. Ma Chí trầm giọng nói, ta không ngờ người phụ nữ kia có nhiều bom như vậy. Ma Hi lắc đầu, biết người phụ nữ kia là ai không? Nàng ta tên là Tần Quan, là người giàu nhất vũ trụ hiện hữu. Cũng là một trong số ít người không thể chọc vào của vũ trụ hiện hữu. Ma Chí trưởng lão, xin ông lần sau đừng tự ý ra ngoài làm loạn nữa, ông ở trong tộc dưỡng lão là được rồi. Thật đấy, chúng ta không cần ông giúp đỡ đâu. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Ma Chí. Ở phía chân trời, Tần Quan tươi rói mặt mày. 100 tỷ về tay. Diệp Huyên cũng hơi cảm khái. Cách kiếm tiền này của Tần Quan ai làm lại được? Tần Quan đột nhiên nói, bây giờ chúng ta phải đi quảng bá buổi đấu giá lần tới của tụi mình. Diệp Huyên trầm giọng nói, nếu tất cả thế lực của vũ trụ vô biên liên hợp lại nhằm vào chúng ta thì phải làm sao? Tần Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, trước tiên chúng ta cần phải lén chôn một vài quả tinh đạn hẹn giờ khắp vô biên thành. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tinh đạn hẹn giờ. Tần Quan gật đầu, là loại đến giờ là sẽ tự nổ á. Nói rồi, nàng ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, chôn 100 quả là được, nếu bọn họ dám liên hợp đánh chúng ta thì chúng ta cho nổ nát cái vũ trụ vô biên này luôn. Để chúng thành lũ vô gia cư. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi hỏi, một quả tinh đạn tốn bao nhiêu chi phí? Tần Quan lắc đầu, không biết, dù sao xưởng quân sự của ta mỗi ngày đều cung cấp cho ta mấy chục quả. Ban đầu ta cũng có ước lượng thử rồi. Nếu ta cho nổ hết tất cả tinh đạn dự trữ thì có thể cùng lúc nổ nát hai vũ trụ vô biên và hiện hữu này. Nói rồi, nàng ta chớp mắt một cái rồi nở nụ cười quỷ quái. Ta còn một loại bom còn ghê gớm hơn tinh đạn mấy chục lần. Diệp Huyên có chút ngạc nhiên, tên gì? Tần Quan nghiêm túc nói, cậu bé. Diệp Huyên. Cậu bé. Diệp Huyên hơi nghi ngờ, tên vậy à? Tần Quan cười hỏi, hơi lạ đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Tần Quan bật cười, bảo, đi thôi, đến vô biên thành. Nói xong, nàng ta liền ngự kiếm bay lên, biến mất ở trong trời sao. Cậu bé. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi lắc lắc đầu, sau đó cũng rời đi. Sau khi hai người đi mất không bao lâu, có một cô gái đột nhiên xuất hiện ở chỗ cả hai vừa đứng. Người này chính là võ quân của Thái Linh tộc. Khi biết Diệp Huyên và Tần Quan lại đến vũ trụ vô biên thì nàng ta đã lập tức chạy theo đến đây. Bây giờ Thái Linh tộc chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi, bởi vì bây giờ ngoại trừ những người không có trong tộc ngày đó ra, thì tất cả tộc nhân ở Thái Linh tộc đều đã bị nổ chết hết. Thù này, võ quân nàng ta tất nhiên không thể không báo. Võ quân nhìn chân trời phía xa, im lặng không nói gì, chẳng biết là đang mưu tính việc chi. Một lát sau, thân hình võ quân run lên, biến mất. Vô biên thành. Vô biên thành được xem như là tòa thành phồn hoa nhất vũ trụ vô biên, trong thành có tới mấy tỷ người, cả tòa thành cực kỳ lớn, đứng ở cửa thành nhìn vào căn bản không thấy được điểm cuối, thật sự giống với tên của nó, vô biên. Là tòa thành phồn hoa nhất vũ trụ vô biên, nơi đây tất nhiên có không ít người bảo vệ, và họ được gọi là quân cận vệ của vô biên chi chủ. Chuyện đáng nói hơn là, thành chủ vô biên thành cũng là vô biên chi chủ, nhưng ông ta gần như chưa từng xuất hiện ở trong thành. Tần Quan và Diệp Huyên nghênh ngang tiến vào trong thành, dọc đường, Tần Quan quan sát bốn phía, sau đó bảo, đến trung tâm thành đi.
Diệp Huyên gật đầu. Chỉ chốc lát, Tần Quan đã dẫn Diệp Huyên đi đến trung tâm thành, nàng ta nhìn xung quanh, sau đó đến trước một tòa đại điện phồn hoa nhất, đây xem như là thương hội lớn nhất vũ trụ vô biên, thương hội vô biên. Sau khi Tần Quan dẫn Diệp Huyên vào trong thương hội, có một cô gái lập tức bước ra tiếp đón, nàng ta khẽ mỉm cười, chào hai vị khách quý, không biết hai vị có nhu cầu gì. Tần Quan quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, truyền âm bằng huyền khí, thương hội này xem ra không ổn rồi, tình báo làm ăn chẳng ra gì, vậy mà không biết hai người chúng ta. Diệp Huyên gật đầu, hoàn toàn đồng ý. Tần Quan nhìn về phía cô gái kia, cười nói, ta muốn gặp hội trưởng của các cô. Nghe vậy, cô gái hơi ngẩn người, sau đó hỏi, cô nương là. Tần Quan cười, ta tên Tần Quan, là các chủ tiên bảo các. Hôm nay tới đây là muốn mua lại thương hội của các cô, bảo hội trưởng ra đây nói chuyện đi. Tần Quan. Cô gái còn định nói gì đó thì đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên từ một phía. Diệp Huyên quay đầu nhìn, cách đó không xa có một cô gái đang bước chậm rãi đến, cô gái mặc bộ váy màu tím, giữa trán có một vệt chu sa, trông vô cùng xinh đẹp. Cô gái đi tới trước mặt Tần Quan và Diệp Huyên, khẽ mỉm cười, hóa ra là các chủ Tần Quan. Ta là hội trưởng của thương hội vô biên Ung Nhã, chúng ta sang nơi khác thảo luận nhé. Tần Quan gật đầu, được. Diệp Huyên và Tần Quan được Ung Nhã dẫn đến trong một gian phòng trang nhã, từ nơi này nhìn xuống gần như có thể ngắm được trọn vô biên thành. Ung Nhã nhìn Tần Quan, Tần các chủ muốn mua lại thương hội của chúng ta à? Tần Quan gật đầu, đúng. Ung Nhã nâng cốc trà trước mặt lên hớp một ngụm, sau đó cười nói, Tần các chủ. Thương hội vô biên chúng ta có tổng cộng hơn 10.000 phân hội giải rác khắp vũ trụ vô biên, lợi nhuận mỗi tháng của một phân hội đều trên 10 tỷ trụ mạch, mà thương hội ở chủ thành này thì còn có lợi nhuận hơn 100 tỷ một tháng. Nói rồi, nàng ta khẽ mỉm cười, ta biết Tần các chủ có tiền có của, là người giàu nhất ở vũ trụ hiện hữu, nhưng nếu Tần các chủ muốn mua lại thương hội vô biên chúng ta, e là... Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tần Quan cười nói, ta nói thẳng nhé, thứ nhất, nếu các cô bằng lòng bán thì cứ ra giá, thứ hai, ta sẽ mở một phân hội tiên bảo các ở đây, nếu ta mở tiên bảo các, trong vòng một tháng sẽ vượt mặt thương hội vô biên các cô có tin không? Ung Nhã nhìn Tần Quan, các đại thế lực ở vũ trụ vô biên sẽ không để cho cô mở thương hội ở đây. Tần Quan chớp mắt, một khi ta đã mở thương hội, ai dám động vào nó? Vô biên chi chủ của các người à? Nếu ông ta dám động vào, có tin ta cho nổ tung cái vũ trụ vô biên này của các người không? Ánh mắt Ung Nhã lạnh đi, Tần các chủ đang uy hiếp chúng ta đấy à? Lắc đầu, ta chỉ là đang cho các người cơ hội thôi. Chuyện cạnh tranh làm ăn rất bình thường, nếu các cô không đồng ý bán thì chúng ta cứ so bì một trận thôi, nhưng các cô chắc chắn sẽ thua. Ung Nhã khẽ mỉm cười, nếu Tần các chủ đã nói như vậy thì ta cũng không còn gì để nói tiếp nữa. Thương hội vô biên của chúng ta, không bán. Tần Quan cười, ta cũng đoán là vậy. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyên, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Hai người đứng dậy rời đi. Trong phòng, Ung Nhã đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Sau khi rời khỏi thương hội vô biên, Diệp Huyên đột nhiên nói, cô đã biết bọn họ sẽ không chịu bán từ đầu rồi đúng không? Tần Quan gật đầu. Diệp Huyên cười nói, cô cố ý để bọn họ biết tiên bảo các định mở rộng ở vô biên thành đúng không? Tần Quan cười, nói tiếp đi. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, bây giờ bọn họ chắc chắn sẽ vô cùng đề phòng, thậm chí là bắt đầu lên kế hoạch hãm hại, thế là vừa đúng ý cô, bọn họ hại chúng ta, vậy là chúng ta có thể quang minh chính đại trả thù, đây cũng là thủ thuật gài mồi đúng không? Tần Quan lườm Diệp Huyên một cái, ta có nghĩ xấu xa được như ngươi vậy đâu. Nói tiếp đi. Diệp Huyên lắc đầu cười, sau đó nói, nếu bọn họ cạnh tranh bình thường với chúng ta thì sao? Tần Quan khẽ cười, đáp, vậy thì cứ chơi công bằng thôi. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, muốn chinh phục một thế giới không thể chỉ dựa vào mỗi vũ lực, mà còn cần gì nữa ngươi biết không? Diệp Huyên đáp, du nhập văn hóa. Trong mắt Tần Quan ánh lên một tia kinh ngạc, sau đó cười nói, ngươi khiến ta hơi bất ngờ đấy. Diệp Huyên cười, vậy xem ra ta nói đúng rồi. Tần Quan gật đầu, du nhập văn hóa, đồng hóa.
vũ trụ quan huyên và vũ trụ vô biên rồi sẽ trở thành một vũ trụ mà thôi. Nhưng hiện tại nền văn minh võ đạo ở hai vũ trụ này không giống nhau, văn hóa không giống và lợi ích cũng không. Trong tình huống này, nếu chúng ta dùng vũ lực để chinh phục thì ngươi sẽ thấy bọn họ phản kháng rất dữ dội, thậm chí là toàn vũ trụ sẽ cùng phản kháng. Nói rồi, nàng ta nhìn về phía xa, khẽ nói tiếp, dùng vũ lực để xâm chiếm là hạ sách nhất. Nếu chúng ta có thể mở thương hội và thư viện ở từng địa phương rải rác khắp vũ trụ vô biên, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ phát hiện, tất cả lợi ích của các thế lực nơi này sẽ hòa thành một thể với chúng ta. Cũng như vũ trụ quan huyên hiện tại vậy, những thế lực kia không còn chống đối chúng ta nữa, bởi vì đi theo chúng ta, bọn họ sẽ được sống tốt hơn từng ngày, cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, ngươi có thấy không? Hiện tại tất cả thế lực lớn ở bên đó đều đua nhau đưa những thiên tài đứng đầu trong tộc đến thư viện của ngươi học tập. Diệp Huyên gật đầu. Hiện tại vũ trụ quan huyên rất hài hòa, là vô cùng hài hòa, các thế lực lớn đều không hề phản kháng lại thư viện quan huyên nữa. Không chỉ thế, bọn họ còn tranh nhau gửi thiên tài trong tộc đến gia nhập vào thư viện của hắn. Vì sao? Vì thư viện quan huyên có tiền, có tài nguyên, có khoảng trống để bọn họ phát triển lên. Tần Quan tiếp tục nói, ngươi không phát hiện à? Linh khí ở vũ trụ vô biên rất mỏng manh, kém xa vũ trụ hiện hữu của chúng ta. Hơn nữa tài nguyên ở đây đều tập trung vào nhóm đi đầu, dẫn đến tình trạng các thế lực đứng đầu đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng những thế lực ở dưới thì sao? Nói rồi, nàng ta nhìn xung quanh, lại tiếp tục, ngươi nhìn đi, bọn họ chỉ có mạnh nhất và yếu nhất, ở giữa đã bị lủng mất một đoạn, lớp giữa gần như là không có. Nếu thương hội và thư viện của chúng ta có thể thay đổi được hiện trạng này thì sao? Mở thư viện ở đây, giúp nhiều người ở tầng lớp dưới được học tập, cho bọn họ một cơ hội được thay đổi, khiến nhiều người thêm hy vọng hơn, để bọn họ có thể vươn lên. Ngươi nói xem, lúc ấy người ở vũ trụ vô biên có theo chân đám thế lực đầu tiêu chống đối chúng ta không? Diệp Huyên im lặng. Tần Quan lại nói, vũ trụ vô biên muốn chinh phục vũ trụ hiện hữu là vì tài nguyên, vì linh khí, vì xâm lược. Mà chúng ta muốn chinh phục vũ trụ vô biên, mục đích chỉ là để bọn họ trở nên tốt đẹp hơn, chỉ cần chúng ta không có tư tâm gì khác, vô biên chi chủ không phải là đối thủ của chúng ta. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan, thay đổi vũ trụ. Tần Quan gật đầu, đúng. Diệp Huyên cười, cùng nỗ lực nhé. Tần Quan cũng cười, cố lên. Hai người nhìn nhau cười hì hì. Tần Quan bảo, đầu tiên chúng ta nhậm chức thành lập một tiên bảo các ở đây, sau đó lấy tiên bảo các này làm nền móng chiêu mộ nhân tài ở bên này đến, để nhiều người mới gia nhập vào chúng ta, giúp chúng ta làm việc. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ dùng tiên bảo các này làm cứ điểm liên lạc với bên vũ trụ quan huyên, để hai bên có thể buôn bán qua lại. Tiếp đó chúng ta sẽ xây thư viện, mời chào thêm nhân tài, văn minh võ đạo ở bên này cao hơn bên chúng ta. Nên chúng ta có thể mời một vài cường giả bên này qua bên kia giảng bài kiếm tiền. Diệp Huyên lắc đầu cười, sau đó nói, nếu bọn họ cạnh tranh bình thường với chúng ta thì sao? Tần Quan khẽ cười, đáp, vậy thì cứ chơi công bằng thôi. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, muốn chinh phục một thế giới không thể chỉ dựa vào mỗi vũ lực, mà còn cần gì nữa ngươi biết không? Diệp Huyên đáp, du nhập văn hóa. Trong mắt Tần Quan ánh lên một tia kinh ngạc, sau đó cười nói, ngươi khiến ta hơi bất ngờ đấy. Diệp Huyên cười, vậy xem ra ta nói đúng rồi. Tần Quan gật đầu, du nhập văn hóa, đồng hóa. Vũ trụ quan huyên và vũ trụ vô biên rồi sẽ trở thành một vũ trụ mà thôi. Nhưng hiện tại nền văn minh võ đạo ở hai vũ trụ này không giống nhau, văn hóa không giống và lợi ích cũng không. Trong tình huống này, nếu chúng ta dùng vũ lực để chinh phục thì ngươi sẽ thấy bọn họ phản kháng rất dữ dội, thậm chí là toàn vũ trụ sẽ cùng phản kháng. Nói rồi, nàng ta nhìn về phía xa, khẽ nói tiếp, dùng vũ lực để xâm chiếm là hạ sách nhất. Nếu chúng ta có thể mở thương hội và thư viện ở từng địa phương rải rác khắp vũ trụ vô biên, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ phát hiện, tất cả lợi ích của các thế lực nơi này sẽ hòa thành một thể với chúng ta. Cũng như vũ trụ quan huyên hiện tại vậy. Những thế lực kia không còn chống đối chúng ta nữa, bởi vì đi theo chúng ta, bọn họ sẽ được sống tốt hơn từng ngày, cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, ngươi có thấy không? Hiện tại tất cả thế lực lớn ở bên đó đều đua nhau đưa những thiên tài đứng đầu trong tộc đến thư viện của ngươi học tập. Diệp Huyên gật đầu. Hiện tại vũ trụ quan huyên rất hài hòa, là vô cùng hài hòa,
các thế lực lớn đều không hề phản kháng lại thư viện Quan Huyên nữa, không chỉ thế, bọn họ còn tranh nhau gửi thiên tài trong tộc đến gia nhập vào thư viện của hắn. Vì sao? Vì thư viện Quan Huyên có tiền, có tài nguyên, có khoảng trống để bọn họ phát triển lên. Tần Quan tiếp tục nói, người không phát hiện à, linh khí ở vũ trụ vô biên rất mỏng manh, kém xa vũ trụ hiện hữu của chúng ta. Hơn nữa tài nguyên ở đây đều tập trung vào nhóm đi đầu, dẫn đến tình trạng các thế lực đứng đầu đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng những thế lực ở dưới thì sao? Nói rồi, nàng ta nhìn xung quanh, lại tiếp tục, ngươi nhìn đi, bọn họ chỉ có mạnh nhất và yếu nhất, ở giữa đã bị lủng mất một đoạn, lớp giữa gần như là không có. Nếu thương hội và thư viện của chúng ta có thể thay đổi được hiện trạng này thì sao? Mở thư viện ở đây, giúp nhiều người ở tầng lớp dưới được học tập, cho bọn họ một cơ hội được thay đổi, khiến nhiều người thêm hy vọng hơn, để bọn họ có thể vươn lên. Ngươi nói xem, lúc ấy người ở vũ trụ vô biên có theo chân đám thế lực đầu tiêu chống đối chúng ta không? Diệp Huyên im lặng. Tần Quan lại nói, vũ trụ vô biên muốn chinh phục vũ trụ hiện hữu là vì tài nguyên, vì linh khí, vì xâm lược. Mà chúng ta muốn chinh phục vũ trụ vô biên, mục đích chỉ là để bọn họ trở nên tốt đẹp hơn, chỉ cần chúng ta không có tư tâm gì khác, vô biên chi chủ không phải là đối thủ của chúng ta. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan, thay đổi vũ trụ. Tần Quan gật đầu, đúng. Diệp Huyên cười, cùng nỗ lực nhé. Tần Quan cũng cười, cố lên. Hai người nhìn nhau cười hì hì. Tần Quan bảo, đầu tiên chúng ta nhậm chức thành lập một tiên bảo các ở đây, sau đó lấy tiên bảo các này làm nền móng chiêu mộ nhân tài ở bên này đến, để nhiều người mới gia nhập vào chúng ta, giúp chúng ta làm việc. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ dùng tiên bảo các này làm cứ điểm liên lạc với bên vũ trụ Quan Huyên, để hai bên có thể buôn bán qua lại. Tiếp đó chúng ta sẽ xây thư viện, mời chào thêm nhân tài, văn minh võ đạo ở bên này cao hơn bên chúng ta. Nên chúng ta có thể mời một vài cường giả bên này qua bên kia giảng bài kiếm tiền. Nói rồi, nàng ta lắc đầu nở nụ cười, mấy cái tiểu tiết này đến lúc đó giao cho cấp dưới làm là được. Mà bây giờ điều cần làm là ngươi mau bảo Thanh Khâu chọn một vài người biết đánh đấm đến vô biên thành thành lập thư viện đi. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, được lòng dân, sẽ có cả thiên hạ. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Tần Quan bỗng quay người lại, người của ta đến rồi. Vừa dứt lời, một ông lão đột nhiên bước từ xa đến, ông lão đi đến trước mặt Tần Quan rồi chậm rãi quỳ xuống, run giọng nói, bái kiến các chủ. Rồi quay sang thi lễ cung kính với Diệp Huyên, bái kiến Diệp công tử. Tần Quan cười, đứng lên đi. Ông lão chậm rãi đứng dậy, nhưng vẫn cúi thấp người. Tần Quan nói, giới thiệu cho ngươi, đây là lão Tiền. Là một quản sự dưới trướng ta, rất am hiểu việc buôn bán kinh doanh. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, chào lão Tiền. Lão Tiền vội đáp, chào Diệp công tử. Tần Quan cười cười, sau đó lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đưa cho lão Tiền, trong vòng một tháng, phải dẫm bẹp thương hội vô biên. Lão Tiền nhận lấy nhẫn chứa đồ rồi nghiêm mặt nói, nửa tháng là đủ. Tần Quan cười, tốt lắm. Diệp Huyên có chút ngạc nhiên. Làm sao dẫm bẹp thương hội vô biên trong thời gian ngắn như vậy được? Lão Tiền vuốt râu nở nụ cười, đơn giản thôi, thỏa mãn tất cả nhu cầu của quan khách. Lần này đến ta đã đem đầy đủ hàng hóa, mỗi ngày đều đấu giá một thần khí siêu cấp, hoặc truyền thừa của các cường giả thần kiếp cảnh. Nói rồi, Lão Tiền dừng một chút rồi tiếp tục, quan trọng nhất là đã liên lạc với một vài quản sự và nhân tài của thương hội vô biên, chỉ cần chúng ta mở cửa, bọn họ sẽ sang làm ngay. Diệp Huyên chớp mắt, cướp người hả? Tần Quan cười đáp, đúng vậy, ai cũng có định giá riêng hết, mọi người ra đời đều là vì muốn kiếm tiền, chứ không phải để mơ giấc mơ hồng. Vậy nên chỉ cần chúng ta trả đủ tiền, bọn họ tự động sẽ theo chúng ta thôi. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, ở thời đại này, cái gì là quan trọng nhất? Nhân tài đó, vậy nên bây giờ chúng ta phải đi cướp người từ các đại thế lực ở vũ trụ vô biên này. Tài nguyên hay thần vật đều không quan trọng bằng con người đâu, thương hội của ta sở dĩ phát triển được rộng rãi như vậy cốt yếu là vì người tài bên ta có nhiều, có rất nhiều người xuất sắc bằng lòng làm việc cho ta. Nói xong, nàng ta nhìn về phía chân trời xa xa, khẽ nói, ta đi tới đâu người ta cũng nghĩ là ta đi cướp tài nguyên, đi mưu lợi, nhưng thật ra điều đầu tiên ta làm khi đến vùng đất mới chính là chiêu mộ nhân tài,
mới móc ra những người ưu tú, bồi dưỡng bọn họ thật tốt. Bây giờ ta cũng muốn mời gọi nhân tài của vũ trụ vô biên về dưới trướng ta, tranh bá vũ trụ thì cần vũ lực, nhưng quản lý vũ trụ thì cần nhân tài. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó khẽ kéo góc áo của Tần Quan, phải là của chúng ta chứ, nhân tài của cô cũng là nhân tài của ta đó nhé. Tần Quan. Tác giả có lời muốn nói, tôi có một kế hoạch vĩ đại. Đó là dừng cập nhật chương mới 10 ngày, sau đó đùng một phát quăng ra 100 chương, như vậy có phải rất ngầu không? Nhân tài, không thể không nói lời của Tần Quan vô cùng có lý. Ở thời đại này, vô số người đã bỏ quên mất một vấn đề, đó là nhân tài, mà nhân tài không phải chỉ là những người có thiên phú tu luyện tốt, mà còn ở cả những phương diện khác như quản lý, trị quốc, vân vân. Nếu Thư viện Quan Huyên muốn thay đổi toàn bộ vũ trụ này mà chỉ dựa vào mỗi hắn và Tần Quan thì chắc chắn là không được rồi. Một lát sau, Lão Tiền rời đi. Mà Tần Quan thì lại dẫn Diệp Huyên đi dạo khắp nơi ở trong thành, cuối cùng hai người đi lên một ngọn núi lớn, Tần Quan đưa mắt nhìn bốn phía, phong cảnh nơi đây vô cùng đẹp, từ trên đỉnh núi nhìn xuống là một cánh rừng xanh ngát dài mấy vạn trượng, mà bên ngoài rừng là một dòng sông, sông này rộng khoảng 100 trượng, chảy quanh ngọn núi này. Xa hơn một chút là những tòa kiến trúc chủ chốt mà mắt thường vẫn có thể thấy được. Tần Quan đột nhiên mở tay ra, một con hạc giấy màu tím chợt bay lên, chẳng mấy chốc, con hạc tím đã biến mất ở trong trời sao, sau đó bốc cháy. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan cười nói, nơi này rất hợp để xây một thư viện, vậy nên ta khuyên ngươi hãy tới đây mở thư viện. Nói rồi, nàng ta lấy một tờ giấy đưa cho Diệp Huyên, ngươi nhìn đi. Đây là học viện mà ta thiết kế. Tự tay thiết kế. Diệp Huyên nhận lấy bản vẽ, hắn nhìn một lượt rồi cười nói, đẹp lắm. Tần Quan cũng cong khóe môi, tất nhiên rồi. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì đúng lúc này, thời không trước mặt hai người chợt rung lên, thoáng chốc đã có một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt cả hai. Người đàn ông trung niên hơi thi lễ với Tần Quan, các chủ. Rồi lại quay sang thi lễ với Diệp Huyên, Diệp công tử. Tần Quan cười nói, ban công, ta muốn xây một học viện ở nơi này. Nói xong, nàng ta đưa bản thiết kế cho ban công, cần bao nhiêu tiền. Ban công nhận lấy bản vẽ nhìn qua một lượt, sau đó trầm giọng đáp, nếu chỉ xây dựng thôi thì không tốn nhiều tiền lắm. Cao nhất là 10 tỷ trụ mạch, nhưng nếu muốn thêm các loại trận pháp. Tần Quan lắc đầu, tạm thời không thêm trận pháp. Nhưng có thể dự tính trước khoảng này. Ban công gật đầu, vâng. Tần Quan xòe tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt ban công, cần bao lâu? Ban công nhìn lướt qua xung quanh rồi đáp, một tháng. Tần Quan gật đầu, được. Ban công hơi thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, chỉ một tháng là xong rồi à? Có đến 100 tòa điện lận đấy. Tần Quan cười nói, ông ấy có đoàn đội. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đoàn đội. Tần Quan gật đầu, ban công này từng là một thợ mộc nhỏ, ta chỉ tình cờ phát hiện ra ông ấy thôi, sau này ta giúp đỡ đồng thời tạo ra một đội xây dựng cho ông ấy. Những năm gần đây ông ấy còn chiêu mộ thêm mấy trăm nghìn người, chuyên phụ trách xây dựng tiên bảo các ở các thế giới của ta đấy. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, thủ hạ của cô vẫn còn rất nhiều người tương tự như ban công này đúng không? Tần Quan cười, đúng vậy, trước đây có kể về người máy thông minh cho ngươi nghe rồi đúng không? Nhóm người máy kia còn lợi hại hơn ban công rất nhiều, một vài vũ khí đặc biệt của ta đều là do họ phụ trách chế tạo ra. Diệp Huyên giơ ngón cái lên, lợi hại. Tần Quan cười hì hì, điểm cuối của khoa học chính là thần học, nhưng khoa học cũng rất lợi hại đấy nhé. Đúng rồi, ta còn một nhóm thiên tài khoa học nữa, bọn họ chuyên phụ trách nghiên cứu mảng khoa học. Hỗ trợ nghiên cứu phát minh ra các vũ khí siêu cấp hủy thiên diệt địa, hôm nào rảnh ta sẽ dẫn người đến xưởng quân sự tham quan. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, xưởng quân sự của cô ở nơi nào? Tần Quan chớp mắt, đến lúc đó rồi biết. Diệp Huyên cười, được. Đúng lúc này, ban công lại xuất hiện trước mặt bọn họ, nhưng lần này sau lưng ông ấy đã có thêm mấy chục nghìn người. Mấy chục nghìn người cùng đồng loạt thi lễ với Tần Quan và Diệp Huyên. Diệp Huyên phát hiện, có mấy người trong số này đang vô cùng kích động và hưng phấn. Trong lòng những người này, Tần Quan là một tồn tại tựa thần linh. Tần Quan cười nói, các ngươi bắt đầu đi.
Ban công gật đầu, khởi công thôi. Dứt lời, đoàn người bắt đầu đo đạc núi lớn, chưa được bao lâu thì đã bắt tay vào thi công. Còn Tần Quan thì lại dẫn Diệp Huyên về lại Vô Biên Thành. Trên đường đi, Diệp Huyên hỏi, các thế lực của vũ trụ vô biên này sẽ đứng yên cho chúng ta xây dựng tiên bảo các sao? Tần Quan cười, tạm thời là vậy, bởi vì không ai trong số họ muốn làm chim đầu đàn cả. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Lúc này, một người áo đen thần bí đột nhiên xuất hiện trước mặt Tần Quan và Diệp Huyên, người áo đen thi lễ một cái cung kính với cả hai, sau đó hắn ta xòe tay, một quyển sách chậm rãi bay đến trước mặt hai người. Tần Quan nhận lấy quyển sách, nàng ta đọc một lượt rồi đưa sang cho Diệp Huyên. Diệp Huyên có chút ngạc nhiên, đây là... Tần Quan cười, một ít tư liệu về các đại thế lực của vũ trụ vô biên, ngươi có thể đọc. Diệp Huyên gật đầu, hắn vừa mở ra thì đã có một tia sáng trắng chui thẳng vào giữa trán hắn, chẳng mấy chốc, vô số thông tin đã hiện lên trong đầu hắn. Một lát sau, Diệp Huyên đã hiểu khái quát về vũ trụ vô biên này. Vũ trụ vô biên hiện tại có 5 đại thế lực siêu cấp, dẫn đầu là Ma La tộc, tiếp theo là Nạp Lan tộc, Thái Linh tộc, Tang tộc và cả Thương hội vô biên. Mà ngoại trừ những siêu thế lực này ra thì còn có 2 thế lực thần bí nữa, một là Cổ Khí Tông ở phương Bắc và Thần Tông ở phương Tây. 2 thế lực này vô cùng thần bí, cho dù là thám tử của Tần Quan cũng không tra ra được quá nhiều thông tin. Tần Quan đột nhiên nói, còn một thế lực nữa, chính là Vô Biên Chi Chủ. Vô Biên Chi Chủ này có một nhánh quân cận vệ thần bí, nhánh quân cận vệ này được đích thân ông ta bồi dưỡng, thực lực không rõ. Diệp Huyên đưa mắt nhìn bốn phía rồi hỏi, ở ngay trong Vô Biên Thành này à? Tần Quan lắc đầu, không biết, nhưng người của ta có thể điều tra ra được. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, sau đó nói, Tần Quan, cô cảm thấy trong những thế lực này, ai có sức uy hiếp lớn nhất? Tần Quan cười, Vô Biên Chi Chủ. Lai lịch người này thực sự quá đặc thù, hơn nữa thực lực cũng vô cùng đáng sợ, chúng ta cần phải cẩn thận với người này. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Lúc này, một bóng đen xuất hiện trước mặt Tần Quan, bóng đen hơi thi lễ, sau đó khẽ dùng huyền khí truyền âm, nói một vài câu gì đó. Tần Quan cau mày lại, Diệp công tử là người ngoài à? Nghe vậy, bóng đen kia lập tức sững lại, vội vàng quỳ rạp xuống, run giọng nói các chủ thứ tội. Tần Quan bình thản, nói lại một lần nữa. Bóng đen vội vàng nói, các chủ, Diệp công tử, võ quân của Thái Linh tộc vẫn luôn theo chân hai người. Võ quân. Diệp Huyên trầm mặc, xem ra người phụ nữ này muốn đánh chết hắn. Tần Quan xoay người lại, sau đó cười nói, võ quân, đi ra đi. Một lát sau, một cô gái chậm rãi bước ra, chính là võ quân. Võ quân nhìn Tần Quan. Trong mắt không hề che giấu sát ý nồng đậm. Thật ra bây giờ nàng ta còn hận Tần Quan hơn cả Diệp Huyên, bởi vì lúc trước là do chính Tần Quan dùng tinh đạn san bằng Thái Linh tộc. Khi thấy võ quân nhìn chòng chọc vào Tần Quan thì Diệp Huyên bỗng thấy vui thầm trong lòng, ban đầu hắn còn tưởng đối phương đến giết hắn, nhưng bây giờ xem ra mục tiêu của cô nàng này không phải là hắn, mà là Tần Quan. Nếu vậy thì chuyện lại thú vị hơn rồi. Tần Quan cười nói, võ quân. Người theo dõi ta như vậy là muốn giết ta sao? Võ quân chậm rãi cuộn chặt nắm tay phải lại, một luồng khí thế khủng bố lập tức nghiền ép đến chỗ Tần Quan đứng. Lúc này, bóng đen bên cạnh đột nhiên đứng ra chắn trước mặt Tần Quan, hắn ta hô thanh mâu chặn ngang lại. Trường mâu của bóng đen đã chặn đứng được khí thế của võ quân. Diệp Huyên liếc nhìn bóng đen, trong lòng có chút khiếp sợ, người này ít nhất cũng là bán bộ thần kiếp cảnh. Võ quân liếc mắt nhìn bóng đen kia, trong mắt ánh lên một tia lạnh lẽo, nàng ta định ra tay tiếp thì Tần Quan ở bên bỗng lên tiếng, võ quân cô nương, người thật sự muốn đánh nhau ngay Vô Biên Thành này à? Võ quân nhìn về phía Tần Quan, sắc mặt lạnh lẽo. Vô Biên Thành này đúng là cấm đánh nhau. Võ quân im lặng một lúc rồi nói, Tần Quan, người có tiền, có người, nhưng những người bên cạnh ngươi thì sao? Bọn họ cũng có nhiều bom như ngươi sao? Tần Quan nhíu mày lại, võ quân, ngươi dù gì cũng là một cường giả, sao nào, định không bắt nạt được ta thì chuyển sang ức hiếp thuộc hạ của ta à? Võ quân gần giọng nói, ngươi đã giết Thái Linh tộc của ta. Tần Quan có chút không hiểu, không phải cô thách chúng ta giết à? Diệp Huyên vội vã phụ họa vào, đúng,
Võ quân, là cô thách chúng ta, sao giờ lại trách ngược lại? Võ quân gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Quan, ta chỉ học theo các ngươi thôi. Nói xong, nàng ta lạnh lùng liếc Diệp Huyên một cái rồi xoay người rời đi. Tần Quan đứng tại chỗ khẽ nhíu mày, người phụ nữ này đúng là. Nói rồi, nàng ta lắc đầu một cái rồi mới tiếp lời, phát một lệnh truy nã nặc danh cho ta, phàm là ai giết được một người của Thái Linh tộc, thưởng 1 tỷ trụ mạch, cảnh giới càng cao, thưởng càng lớn, nếu có thể đả thương võ quân, thưởng 10 tỷ, đánh tàn phế, thưởng 50 tỷ, giết chết thì nhận 200 tỷ. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt. Lúc này, bóng đen trước mặt Tần Quan nhanh chóng nói, tuân lệnh. Sau đó hắn ta vội chạy biến đi. Diệp Huyên cạn lời. Đừng bảo tên này định tự đi đánh võ quân nhé. Tần Quan lắc lắc đầu, không hiểu kiểu gì. Diệp Huyên trầm giọng nói, người bình thường e là khó lòng giết được nàng ta. Tần Quan cười bảo, không sao, dù sao chỉ cần có nhiều nhiều người đi gây sự với nàng ta là được rồi. Hơn nữa nàng ta còn phải canh giữ tộc nhân của mình bên người từng ngày nữa, nếu không Thái Linh tộc sẽ thật sự bị tuyệt diệt. Trận chiến lúc trước Tần Quan đã san bằng Thái Linh tộc, vô số cường giả đã chết thảm, thế nhưng vẫn còn một vài người ngày đó không ở trong tộc, bởi vậy Thái Linh tộc vẫn chưa hoàn toàn bị diệt tộc, nhưng cường giả đứng đầu gần như đã bị tàn sát hết, chỉ còn lại một võ quân. Thái Linh tộc bây giờ gần như đã sụp đổ rồi. Tần Quan đột nhiên nói, đi. Dẫn ngươi đi khảo cổ. Diệp Huyên. Lệnh truy nã vừa được phát ra, toàn bộ cường giả ở vũ trụ vô biên đều sôi sục lên. Thù lao kiểu này thật sự là rất nhiều. Có thưởng lớn thì tất có người dám làm. Dù bọn họ không đánh lại võ quân, thế nhưng tộc nhân của võ quân thì sao? Đám kia yếu như gà vậy. Vậy là một vài tán tu trong bóng tối đã âm thầm đi ám sát tộc nhân Thái Linh tộc, thậm chí còn tìm thẳng đến võ quân. Chỉ cần làm bị thương là đã có 10 tỷ trụ mạch rồi đó. Không bao lâu sau, bên trong Thái Linh tộc đã xuất hiện vô số sát thủ. Thái Linh tộc. Võ quân đấm một phát chết tươi một tên cường giả bí ẩn, nàng ta lạnh lùng nhìn xung quanh, sắc mặt rất khó coi. Từ khi lệnh truy nã kia xuất hiện, Thái Linh tộc hiện nay lại có thêm 100 tộc nhân bị sát hại, chuyện này như họa vô đơn chí với Thái Linh tộc, tộc nhân nòng cốt đã không còn lại bao nhiêu cả. Tần Quan. Võ quân nắm chặt hai tay, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Đúng lúc này, võ quân đột nhiên xoay người, phía xa xuất hiện một người áo đen. Nhìn thấy người này, võ quân híp mắt lại, sao, muốn lấy đầu ta đi đổi thưởng à? Người áo đen khàn giọng nói, ta biết thực lực của võ quân siêu quần, lão phu chưa chắc đã giết được võ quân, nhưng lão phu vẫn muốn thử một chút, dù sao chỉ cần làm cô bị thương thì đã có thể đổi được không ít trụ mạch rồi. Nói xong, lão đột nhiên biến mất. Một luồng hắc quang bùng lên. Trong mắt võ quân ánh lên tia sát ý lạnh lẽo, một khắc sau, nàng ta lập tức biến mất. Vô Biên Thành. Trong ngày tiên bảo các mở phân hội đã tuyên bố sẽ bán đấu giá truyền thừa của cường giả thần kiếp cảnh. Thần kiếp cảnh. Không thể không nói, tin tức này vừa được truyền ra đã làm cho toàn bộ Vô Biên Thành sục sôi. Cỡ cường giả như thần kiếp cảnh vẫn chỉ thuộc về truyền thuyết, bởi vì dù có là võ quân yêu nghiệt thì cũng không được tính là thần kiếp cảnh, vậy mà bây giờ tiên bảo các lại bán đấu giá truyền thừa của cường giả thần kiếp cảnh. Trong nháy mắt, vô số cường giả và thế lực đua nhau chạy đến tiên bảo các. Ngày đầu khai trương, tiên bảo các phất lên như gió. Thương hội Vô Biên. Ung Nhã ngồi trong một gian phòng, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Nàng ta không ngờ tiên bảo các lại được khai trương ngay trong Vô Biên Thành này. Quan trọng nhất là mấy thế lực ở vũ trụ vô biên đều không có ai đứng lên phản đối. Phải biết rằng tiên bảo các đến từ vũ trụ hiện hữu đấy. Tất nhiên nàng ta cũng không ngờ rằng tiên bảo các khai trương ngày đầu tiên đã đấu giá ngay truyền thừa của thần kiếp cảnh. Thần kiếp cảnh đó. Thương hội Vô Biên cũng từng thu được một phần truyền thừa thần kiếp cảnh, nhưng họ xem nó như là chí bảo. Đừng nói là đấu giá, ngay cả tin tức cũng không dám để lọt ra ngoài. Vậy mà tiên bảo các lại nghiễm nhiên bán đấu giá công khai như vậy. Lúc này, một ông lão yên lặng xuất hiện ở trong gian phòng, lão trầm giọng nói, Ung Nhã trưởng lão, bây giờ chúng ta nên làm gì? Ung Nhã im lặng một lát rồi nói, đến tiên bảo các. Nói xong, nàng ta đứng dậy rời đi.
Nơi nào đó trong tinh không, Diệp Huyên ngự kiếm bay đi, mà bên cạnh hắn là Tần Quan cũng đang ngự kiếm, và tất nhiên kiếm này cần phải nạp tiền rồi. Diệp Huyên đột nhiên nói, tiên bảo các hôm nay khai trương, cô không lo sẽ xảy ra sai sót gì à? Tần Quan cười nói, sai sót thì càng tốt chứ sao? Diệp Huyên im lặng. Nếu có chuyện gì xảy ra, nàng ta sẽ có thể danh chính ngôn thuận cho nổ tung Vô Biên Thành. Phải biết là bây giờ Tần Quan đã chôn khắp Vô Biên Thành hơn 100 quả tinh đạn. Hơn 100 quả đấy. Đủ để xóa sổ toàn bộ Vô Biên Thành. Tần Quan đột nhiên nhìn về phía xa, lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Tần Quan, sau đó thi lễ rất cung kính các chủ. Tần Quan khẽ gật đầu, có phát hiện gì lớn không? Người áo đen gật đầu, hưng phấn nói, lần khảo sát này chúng ta đã phát hiện được di tích mới. Ước chừng ban đầu là di tích này đến từ thời đại huy hoàng nhất của vũ trụ vô biên, thời đại thần minh. Thời đại thần minh. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, Tần Quan ở bên cạnh giải thích, thời đại thần minh này cách thời nay mấy tỷ năm, được xem là thời đại huy hoàng nhất của vũ trụ vô biên chi chủ cũng là được sinh ra từ thời đại đó. Mà ở thời ấy, vô biên chi chủ cũng đứng đầu đương đại, trấn áp mọi thế lực. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Sau đó nói, có cả một nhóm người chuyên phụ trách tìm kiếm bí cảnh di tích cho cô à? Tần Quan cười nói, tất nhiên rồi. Nếu không một mình ta thì đào đâu ra nhiều thời gian như vậy được. Diệp Huyên trầm giọng nói, có bao nhiêu người? Tần Quan suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía người áo đen, Lão Mạc, hiện tại ông có bao nhiêu người? Lão Mạc cung kính đáp, có khoảng chừng 360.000 người. 360.000 người. Nghe thấy số lượng như thế, Diệp Huyên chợt thấy hết chỗ nói. Mẹ kiếp! Vậy thì hơi quá rồi đó nhé. Tại sao Tần Quan lại giàu có như thế? Bởi vì nàng ta có vô số đoàn đội làm việc riêng cho mình. Tần Quan đột nhiên nói, di tích thời đại thần minh kia cùng thú vị đấy, đi. Lão Mạc gật đầu, sau đó cung kính dẫn đường. Lão Mạc dẫn Diệp Huyên và Tần Quan đi đến một dãy núi rộng mênh mông, lúc vừa tiến vào trong núi. Diệp Huyên bất chợt cau mày lại, cây cối trong núi phải cao đến vạn trượng, gần như che kín bầu trời, mà cây cỏ hoa dại mọc dưới đất cũng phải cao hơn 100 trượng. Tần Quan khẽ nói, xem ra nơi này đã lâu rồi chưa có ai đến. Lão Mạc gật đầu, là một di tích nguyên vẹn, trận pháp của di tích này vô cùng mạnh mẽ, trận thần sư của chúng ta vẫn đang toàn lực phá giải. Tần Quan khẽ gật đầu, di tích vẫn còn nguyên vẹn thì không thể dùng bạo lực phá hủy được. Lão Mạc khẽ gật đầu. Chẳng mấy chốc, cả ba đã đến trước một vách núi, mà trước vách núi này đang có mấy vạn người đứng. Lúc nhìn thấy Tần Quan, cả mấy vạn người đồng loạt quỳ gối, hô lên, bái kiến các chủ. Tần Quan khẽ gật đầu, đứng lên đi. Mọi người đứng dậy, ai nấy đều nhìn Tần Quan với ánh mắt phấn khích vô cùng. Bọn họ đều là những người có thiên phú tu luyện không tốt, không được coi trọng ở thế tục. Nếu cứ sống bình thường thì bọn họ cả đời cũng không có cơ hội được ngẩng mặt lên nhìn đời. Thế nhưng Tần Quan lại xem trọng bọn họ, không chỉ giúp đỡ mà còn trọng dụng, cho bọn họ cơ hội làm việc. Trong lòng bọn họ, Tần Quan thật sự như một vị thần. Tần Quan nhìn ông lão trước mặt, cười nói, lão Pháp, trận này khó lắm à. Lão Pháp thấy Tần Quan gọi tên mình thì rất kích động, vội vàng đáp, bẩm các chủ, trận Pháp nơi này đúng là rất đặc thù. Vượt xa tri thức trận pháp thời nay, nhưng các chủ yên tâm, mấy lão già chúng ta đều có lòng tin sẽ phá được trận này. Tần Quan gật đầu, phá được trận pháp này là chúng ta sẽ có thể tìm hiểu cặn kẽ về thời đại thần minh, nếu trong đó có ghi chép về các trận pháp thì sẽ thưởng cho mọi người hết. Nghe vậy, lão Pháp vội vã cung kính thi lễ, đa tạ các chủ. Tần Quan cười, sau đó quay sang nhìn Diệp Huyên, chúng ta chờ thôi. Diệp Huyên gật đầu. Sau đó đi theo Tần Quan sang một bên, mà đám người lão Pháp thì lại tiếp tục bắt đầu chăm chú phá giải trận pháp. Diệp Huyên đưa mắt nhìn, hắn phát hiện cả tòa núi trước mắt đều bị các trận pháp cổ đại mạnh mẽ bao trùm lên. Tinh đạn của Tần Quan hẳn cũng có thể phá nát nó, nhưng như Tần Quan nói, nếu dùng tinh đạn phá vỡ bạo lực như thế thì e rằng sẽ làm hỏng mất di tích đang nguyên vẹn này. Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Tần Quan cô nương. Cô vừa bảo nếu phá được trận pháp này là sẽ tìm hiểu được cặn kẽ về thời đại thần minh à. Tần Quan nhìn về phía Diệp Huyên,
cười nói, người nghĩ mỗi lần ta tìm thấy di tích đều là dùng để kiếm tiền tài và thần vật à? Diệp Huyên do dự một lúc rồi hỏi, không phải hả? Tần quan lườm Diệp Huyên một cái, những di tích bí cảnh này đúng là có không ít tiền của, nhưng với ta mà nói thì cũng như muối bỏ bể mà thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô muốn thông qua những di tích bí cảnh này để hiểu rõ về các thời đại kia à? Tần quan gật đầu, đúng, muốn hiểu rõ về những thời đại cổ xưa thì biện pháp tốt nhất chính là khảo cổ. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Tần quan nhẹ giọng nói, có rất nhiều thời đại có văn minh thú vị lắm. Mà ta cũng muốn xem thử có nền văn minh khoa học kỹ thuật trong truyền thuyết không, nhưng tiếc là đến tận bây giờ vẫn chưa gặp được, cũng không hẳn, ta từng gặp một vài cái, nhưng mấy khoa học kỹ thuật này. Nói rồi, nàng ta khẽ lắc đầu, một lời khó nói hết. Diệp Huyên cười nói, cô muốn tìm kiếm văn minh khoa học kỹ thuật à? Tần quan cười, khoa học không có điểm cuối, cho dù hiện tại ta nắm giữ được khoa học kỹ thuật đáng sợ như nào thì cũng chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Bởi vì có một vài giả tưởng về khoa học mà bây giờ chúng ta vẫn chưa thể nào thực hiện được. Bởi vậy ta muốn xem thử có nền văn minh khoa học kỹ thuật nào cao hơn không, hoặc là những nền văn minh đặc biệt khác cũng được. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Tần quan khẽ mỉm cười, thật ra ta cũng muốn tâm sự với muội muội thiên mệnh của ngươi, bởi vì sự hiểu biết của nàng về võ đạo và chúng sinh, chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Tâm sự cùng nàng hẳn là sẽ gặt hái được nhiều thứ lắm. Nhưng đáng tiếc là nàng không thích nói chuyện với người ngoài, hơn nữa tính cách cũng không thoải mái lắm. Diệp Huyên cười, việc nhỏ thôi mà, lần sau ta dẫn cô đi gặp muội ấy, cô muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Tần quan chớp mắt, hứa rồi đấy nhé. Diệp Huyên cười bảo, tất nhiên. Đúng lúc này, tòa núi trước mặt hai người đột nhiên rung lên, ngay sau đó có một luồng sang chợt bắn lên từ trên đỉnh núi, rồi chậm rãi tan biến. Lão Pháp ở bên kia hô lên đầy hưng phấn, các chủ, trận Pháp đã bị phá rồi. Tần quan cười nói, vất vả rồi. Lão Pháp vội đáp, không dám, không dám. Được làm việc cho các chủ phải là vinh hạnh của mấy lão già chúng ta mới đúng. Tần quan cười, sau đó bảo, vậy ta và Diệp công tử đi vào trước. Lão Pháp gật đầu, mời hai người. Tần quan quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, đi thôi. Nói xong, hai người đi đến trước một cửa đá rồi tiến vào, trước mặt cả hai bỗng xuất hiện một luồng sáng tráng, chốc lát sau, khi cả hai mở mắt ra thì đã ở trước một hoàng cung. Khi thấy hoàng cung này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên nghiêm lại. Vô Biên Thành đã là thành trì to lớn và vĩ đại nhất hắn từng gặp, nhưng nếu so với hoàng cung trước mặt này thì Vô Biên Thành quả thực chỉ như sâu bọ. Cửa thành của tòa hoàng cung này phải cao tới nghìn trượng, trên tường thành được đặt những pho tượng cao lớn hùng vĩ, những pho tượng này đều mặc giáp đen, cầm trường mâu trong tay, thần khí uy vũ, tuy chỉ là tượng, nhưng cũng tản ra uy thế kinh khủng. Tần quan bỗng khẽ cười nói, thú vị rồi đây. Diệp Huyên gật đầu, e rằng nơi này từng là một thế lực siêu cấp. Tần quan đang định nói chuyện thì đúng lúc này, cửa thành bỗng từ từ mở ra, khi cửa thành hoàn toàn khai mở, một luồng gió âm u lạnh thấu xương chậm rãi ùa ra. Trong nháy mắt, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống, cùng lúc đó, một vài âm thanh ai oán thều thào truyền đến từ xa xăm, nghe rất thê lương thảm thiết. Lúc này, Tần quan đột nhiên kéo tay áo Diệp Huyên quay đầu nhìn tần quan, thấy sắc mặt của nàng đã tái nhợt, biểu cảm cũng cứng lại, nơi này nguy hiểm đến mức đến cả phú bà này mà cũng sợ à. Tần quan đột nhiên khẽ nói, người đi trước đi, ta sợ ma. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Lúc này, tần quan đột nhiên run rẩy móc mấy trăm quả tinh đạn ra định nhen lửa. Cái quái gì vậy? Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên sợ đến mức hồn bay phách lạc. Hắn vội vàng nắm lấy tay tần quan, run rẩy nói, cô muốn làm gì? Tần quan nhìn về phía xa, nổ chết bọn họ. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô mà ném ra một đống như này, thì không chỉ nổ chết bọn họ mà e rằng cả chúng ta cũng sẽ bị cô cho nổ chết. Uy lực tinh đạn của tần quan rất đáng sợ, sau khi nổ, nó sẽ bộc phát sức mạnh đủ để trọng thương cường giả vạn kiếp cảnh, bây giờ muốn ném ra 100 quả. E rằng trong trăm triệu dặm xung quanh sẽ không còn gì, dù chỉ là một ngọn cỏ. Đương nhiên hắn không thể ngờ rằng tần quan lại sợ ma. Ma. Chỉ là linh hồn thôi. Nàng ta sợ ma.
Nét mặt Diệp Huyên hơi kỳ lạ. Lúc này, trong cổng thành lại vang lên tiếng ai oán, thấy thế, sắc mặt Diệp Huyên chợt thay đổi, hắn nhìn vào trong cổng thành, hét to, có thể đừng giả thần giả quỷ nữa không? Lúc này, hắn thật sự rất muốn chém người. Có một vài bí cảnh luôn thích giả thần giả quỷ, làm màu như thế. Nhưng người trước mặt này là ai? Chính là Tần Quan. Kiểu người có thể nổ chết cả nhà ngươi nếu không vui. Lúc này, trên con đường phía xa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, sau đó, một cơn gió lạnh thổi tới, mang đến cảm giác lạnh thấu xương. Diệp Huyên nhíu mày, hắn nhìn về phía xa, lúc này, nơi đó xuất hiện một người đàn ông mặc chiến giáp màu đen, người đàn ông sắc mặt tái mét như tờ giấy, tay cầm trường mâu, vóc người cao to, trên người tản ra uy áp đáng sợ và lạnh lẽo. Người đàn ông mặc chiến giáp cất lời, người tự ý xông vào Âm Minh Cung đều phải chết. Dứt lời, gã ta chợt biến mất, đâm một mâu về phía Tần Quan và Diệp Huyên, chiêu này của gã ta rất nhanh, hoàn toàn không cho người khác có cơ hội phản ứng. Khi Diệp Huyên lấy lại tinh thần, trường mâu kia đã đến trước mặt hắn, hắn nhẹ nhàng nâng ngón cái. Kiếm Thanh Huyên bay ra. Oanh! Một mảnh kiếm quang nổ lên trước mặt Diệp Huyên, thanh trường mâu bị kiếm Thanh Huyên chém dừng lại, lúc này, người đàn ông mặc chiến giáp đột nhiên xông đến phía sau trường mâu. Gã ta cầm lấy thanh trường mâu kia, đang muốn ra tay một lần nữa thì Tần Quan đột nhiên lấy một khẩu súng ra, bóp cò. Đùng, một tia sáng trắng lóe lên, người đàn ông kia bị bắn bay cả trăm trượng. Sau khi dừng lại, người đàn ông nhíu mày nhìn về phía Tần Quan, một khắc sau, gã ta đột nhiên xông lên, đâm trường mâu về phía nàng ta. Oanh! Một luồng khí thế đáng sợ áp đảo về phía Tần Quan. Người còn chưa thấy đâu, khí thế đã đến. Nét mặt Tần Quan rất bình tĩnh, nàng ta cũng không ra tay, vì Diệp Huyên đã chặn trước mặt nàng ta, Diệp Huyên híp mắt, đột nhiên rút kiếm chém một phát. Ong! Một tiếng kiếm reo vang vọng, kiếm ý kinh khủng dâng trào. Kiếm ý nhân gian! Ầm! Một tia kiếm mang lóe lên, người đàn ông kia liên tục lùi lại, mà lúc này, một tia sáng trắng lại xoẹt qua. Phía xa, con người của người đàn ông chợt co lại. Gã ta nâng trường mâu lên đỡ đòn. Ầm. Sau một tiếng nổ, người đàn ông trung niên đã lui đến cuối đường. Diệp Huyên nhìn gã ta với nét mặt bình tĩnh. Sau khi người đàn ông dừng lại, trường mâu trong tay gã ta chợt nứt ra, gã ta im lặng một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên và Tần Quan ở phía xa, khàn giọng nói có gan thì đấu tay đôi đi. Đấu tay đôi. Nghe vậy, Diệp Huyên và Tần Quan nhìn nhau. Sau đó hai người lắc đầu. Không đồng ý. Người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu hét to. Những luồng khí thế đáng sợ nhanh chóng bay lên cao từ trong thành, sau đó xông về phía Diệp Huyên và Tần Quan. Gọi người. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên cất lời, khi nãy ông nói đấu tay đôi, ta cảm thấy cũng được. Người đàn ông trung niên tức giận chỉ vào Tần Quan, ta đánh với cô. Diệp Huyên sửng sốt. Sau đó giơ ngón tay cái, đúng là tinh mắt. Dứt lời, hắn lùi sang một bên. Người đàn ông nhìn Tần Quan, lên đi. Tần Quan ngẫm nghĩ, sau đó nàng ta thò tay phải vào trong túi không ngừng tìm kiếm. Diệp Huyên nhìn cái túi vải nhỏ của Tần Quan, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Tần Quan đột nhiên lấy ra một khẩu súng này khác với khẩu khi nãy, rất dài, rất lớn, thân súng được tạo thành từ 10 nòng súng nhỏ. Trông khá là nặng. Một tay Tần Quan đặt chỗ tay cầm của cán súng, một tay khác đặt ở chỗ cò súng, nàng ta nhìn người đàn ông trung niên phía xa, ra tay đi. Diệp Huyên hơi tò mò nhìn vũ khí của Tần Quan, đây là thứ gì vậy? Người đàn ông trung niên ở phía xa nhìn vũ khí trong tay Tần Quan, tỏ vẻ khinh thường, mượn ngoại vật ra oai. Nói xong, ông ta xông về phía trước. Một luồng thương mang đáng sợ lập tức xông về phía Tần Quan nhanh như tia chớp. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nâng súng lên, hô to một tiếng, hay. Vào khoảnh khắc nàng ta bóp cò, 10 tia sáng khổng lồ lập tức được bắn ra từ chỗ họng súng, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Những tia sáng trong họng súng kia không ngừng nối tiếp nhau, chỉ với mấy giây ngắn ngủi đã bắn ra ít nhất mấy trăm nghìn tia sáng. Mấy trăm nghìn. Thương mang đáng sợ của người đàn ông trung niên phía xa thoáng chốc biến mất, sau đó, gã ta bị đánh bay ra xa, cùng lúc đó,
cuối tầm mắt có tiếng nổ đáng sợ không ngừng vang vọng, thật sự là đinh tai nhức óc. Trong vòng mấy giây đã có mấy chục tiếng nổ vang vọng, đây là chuyện đáng sợ đến mức nào. Cuối tầm mắt, khói bụi tung bay, chẳng mấy chốc, trên không trung của tòa thành xuất hiện những đám mây hình nấm khổng lồ, những đám mây hình nấm này chỉ thua mỗi tinh đạn. Cơ thể Diệp Huyên đã tê dại. Lúc này, Tần Quan đột nhiên lắc đầu, thật vô nghĩa. Nói xong, nàng ta cất vũ khí đi. Diệp Huyên nhìn về phía cuối chân trời, người đàn ông trung niên kia đã biến mất. Bị giết chết rồi. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hắn nhìn về phía vũ khí trong tay Tần Quan cô nương, vũ khí cô vừa sử dụng là. Tần Quan cười nói, một loại vũ khí do ta cải tiến, trong vòng một giây có thể bắn ra 100.000 phát đạn. 100.000 phát. Diệp Huyên trầm giọng nói, bên trong có bao nhiêu viên đạn? Tần Quan đáp, hơn 100 triệu viên. Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ, hơn 100 triệu viên. Cô đang nghiêm túc à? Tần Quan cười nói, đương nhiên. Đây là vũ khí công nghệ cao, đạn nằm trong một không gian đặc biệt bên ngoài thân súng, giống như nhẫn chứa đổ vậy. Chỉ cần người không mệt, thì đạn gần như là vô hạn. 100 triệu viên. Diệp Huyên nhìn hoàng cung khổng lồ trước mặt, hắn không dám chắc khẩu súng này có thể phá hủy nơi này không. Diệp Huyên lại hỏi, cô có bao nhiêu vũ khí thế này? Tần Quan chớp mắt, sau đó giơ một ngón tay lên. Diệp Huyên nhíu mày, một khẩu. Tần Quan liếc hắn, 1 triệu khẩu. 1 triệu. Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Bây giờ hắn thật sự tin lời Tần Quan nói lúc trước rồi. Nếu Dương tộc không có phụ thân, nàng ta muốn tiêu diệt Dương tộc không phải dễ như trở bàn tay sao? Không có phụ thân, trong Dương tộc ai có thể ngăn cản được phú bà này chứ? Thanh Khâu không khôi phục thực lực, e rằng cũng không thể làm gì Tần Quan. Lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, cô gái mặc váy cung trang màu đen, vóc người cao gầy, dung mạo tuyệt đẹp. Sau lưng nàng ta còn có một ông lão đi theo, ông lão mặc áo bào đen, dáng người thẳng tắp như một thanh trường thương. Ánh mắt cũng sắc bén như dao. Cô gái nhìn Diệp Huyên và Tần Quan, sau đó nói, hai vị xưng hô thế nào? Diệp Huyên đáp, ta tên Diệp Huyên, bên cạnh ta là Tần Quan cô nương. Cô gái im lặng một lát rồi hỏi, hai vị đến đây làm gì? Tần Quan chợt nói, các ngươi có truyền thừa không? Diệp Huyên cạn lời, Tần Quan này có thẳng thắn quá không vậy? Cô gái nhìn Tần Quan, không nói một lời. Tần Quan nghiêm túc nói, cô xem người bên cạnh ta đi, hắn tên Diệp Huyên, là thiên tài đứng đầu vũ trụ Quan Huyên và vũ trụ Vô Biên hiện tại, nếu các cô có truyền thừa thì có thể đưa cho hắn, thật đấy. Diệp Huyên. Cô gái kia im lặng một lát, sau đó hỏi, hai vị, có thể đổi chỗ nói chuyện không? Tần Quan gật đầu. Hai người Diệp Huyên cùng cô gái đi về phía xa, hai bên đường vô cùng vắng vẻ. Không lâu sau đó. Diệp Huyên và Tần Quan đi theo cô gái đến trước một tòa đại điện, hai bên thềm đá dưới đại điện mỗi bên có 30 thị vệ tay cầm trường mâu mặc áo giáp đen đang đứng gác. Những thị vệ này đều là vạn kiếp cảnh. Tổng cộng 60 cường giả vạn kiếp cảnh. Diệp Huyên xa sầm mặt. Sao lại có nhiều cường giả vạn kiếp cảnh thế này? Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên nhìn về phía ông lão đứng bên cạnh cô gái, lúc này, hắn mới phát hiện ông lão này là thần kiếp cảnh. Cường giả thần kiếp cảnh còn sống sờ sờ. Diệp Huyên và Tần Quan đều khá ngạc nhiên, rốt cuộc đây là thế lực gì? Khi cô gái dẫn Tần Quan và Diệp Huyên tiến vào một đại điện, Diệp Huyên cau mày, trong đại điện này, bên trái có một cô gái mặc áo bào trắng, cô gái chắp tay phải sau lưng, tay trái cầm một quyển cổ tịch, lúc này, nàng ta đang cười nhìn Diệp Huyên và Tần Quan. Đối diện cô gái áo trắng có một người đàn ông trung niên, người đàn ông mặc áo gấm đơn giản. Bên hông đeo một bình rượu hồ lô, lúc này, ông ta cũng đang nhìn Diệp Huyên và Tần Quan. Hai người đều là cường giả thần kiếp cảnh. Diệp Huyên chuyển mắt nhìn lên trên, bên trên không có ai, chỉ có một ngai vàng màu đen. Cô gái mặc cung trang xoay người nhìn Tần Quan và Diệp Huyên, nàng ta nhìn Tần Quan, chào Tần Quan cô nương. Tần Quan. Tần Quan thoáng sửng sốt, sau đó cười nói, cô biết ta à? Cô gái cung trang gật đầu, đương nhiên, phú hào giàu nhất vũ trụ Quan Huyền hiện tại mà. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên kéo ống tay áo Tần Quan,
dùng huyền khí truyền âm có gì đó sai sai. Dứt lời, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, thầm nói trong lòng, Bút huynh, huynh có cảm nhận được nguy hiểm không? Một lúc sau Bút đại đạo mới đáp, không có. Nó im lặng một lát rồi nói tiếp, thế mới là nguy hiểm nhất. Vì nơi này có vô biên chi chủ, cho nên nó không thuộc quyền quản lý của ta. Lời khuyên ta cho các cậu là rút lui. Rút lui. Diệp Huyên im lặng. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, bây giờ rút lui e rằng đã không còn kịp nữa. Lúc này, cô gái cung trang kia chợt cười nói, Tần quan cô nương, ta tên Minh Tân, là công chúa của đế quốc thần Minh, hôm nay ta nhận lệnh của vô biên chi chủ lên kế hoạch giết cô ở đây. Tần quan bình tĩnh hỏi lại, giết ta. Cô gái gật đầu, cười nói, vô biên chi chủ nói, tạm thời chưa thể lấy mạng người thiên mệnh, nhưng người bên cạnh hắn không phải người thiên mệnh. Nói xong, nàng ta khẽ cười, Tần quan cô nương, chúng ta biết cô có rất nhiều thần vật cao cấp, là một nhân vật rất rất nguy hiểm. Vì thế, chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Còn nữa, nhắc nhở cô một câu, tốt nhất đừng ném tinh đạn của cô ra nữa, nếu cô ném nhiều bom trong một lần, chúng ta thật sự không đỡ được. Nhưng bây giờ cô và Diệp công tử cũng không thể rời khỏi đại điện này được, nói cách khá, nếu cô dùng tinh đạn, mọi người sẽ cùng đồng quy vu tận. Tần quan cười hỏi, giết chết cả Diệp công tử à? Vô biên chi chủ không nói với cô hậu quả nếu hắn chết à? Cô gái mặc cung trang gật đầu, có nói, nếu Diệp công tử chết thì chúng ta đều sẽ chết theo, nhưng mà... Nói đến đây, nàng ta nhếch môi nhìn tần quan, nhưng vô biên chi chủ còn nói, nếu Diệp công tử chết, không chỉ chúng ta mà mấy người tần quan cô nương cũng sẽ chết, nếu tần quan cô nương muốn cá chết lưới rách, bây giờ cô có thể sử dụng tinh đạn. Mọi người ngọc đá cùng tan. Tần quan im lặng, nàng ta thật sự không dám nổ chết Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên đi tới trước mặt cô gái mặc cung trang, ta có một muội muội muốn trò chuyện với cô một lát, cô thử cảm nhận xem. Bút đại đạo. Phiền phức. Diệp Huyên không phải kẻ ngốc, đương nhiên hắn sẽ không khiến bản thân trở thành phiền phức của tần quan. Tác dụng của chỗ dựa là gì? Là để dựa vào. Bây giờ không dựa thì đợi đến khi nào? Minh Tân đứng trước mặt Diệp Huyên không xa im lặng nhìn kiếm Thanh Huyên. Thấy cảnh này, Diệp Huyên xa sầm mặt. Hắn biết có lẽ người phụ nữ này sẽ không làm theo kịch bản. Đúng như dự đoán, Minh Tân cười khẽ, Diệp công tử, thật ra ta thấy rất tò mò về muội muội vô địch thiên hạ kia của ngươi, nhưng tiếc là vô biên chi chủ có dặn không được khiêu khích nàng ta. Nếu không, ta sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, dù là ngài ấy cũng không cứu được ta. Cho nên ta từ chối cảm nhận. Nói xong, nàng ta vung tay áo, một sợi dây thừng màu đỏ thấm quấn quanh trên kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên hơi thay đổi, hắn động tâm niệm muốn điều khiển kiếm Thanh Huyên, nhưng hắn phát hiện, kiếm Thanh Huyên đã bị sợi dây thừng đỏ kia giữ chặt, hoàn toàn không thể thoát ra được. Diệp Huyên nhíu mày, sao có thể chứ? Lúc này, kiếm Thanh Huyên đột nhiên rung động dữ dội, tiếng kiếm reo vang lên, sau đó, sợi dây thừng đỏ kia lập tức bị nứt, kiếm Thanh Huyên bay ra, trở về trong tay Diệp Huyên. Thấy cảnh này, trong mắt cô gái mặc cung trang lộ vẻ khiếp sợ, quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Diệp Huyên ở phía xa quay đầu nhìn Tần Quan, hai người nhìn nhau. Tần Quan hỏi Diệp Huyên, chắc chứ? Diệp Huyên gật đầu. Nhìn thấy cảnh này, cô gái kia nhíu mày. Hai người này muốn làm gì? Sau khi thấy Diệp Huyên gật đầu, Tần Quan cũng gật đầu, sau đó, nàng ta lấy ra 30 quả tinh đạn, cô gái mặc cung trang ở phía xa trợn mắt, hoảng sợ nói, ngăn nàng ta lại. Lúc này, trong lòng nàng ta vô cùng khiếp sợ, nàng ta không ngờ Tần Quan thật sự dám sử dụng tinh đạn. Làm thế chẳng phải là bất chấp tính mạng của Diệp Huyên hay sao? Cô gái vừa dứt lời. Những tinh đạn trước mặt Tần Quan đã được châm lửa, sau đó đồng loạt bay ra ngoài. Lao thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, dưới chân Tần Quan xuất hiện một vòng sáng hình thái cực. Còn Diệp Huyên cũng gần như cùng lúc thi triển nhất kiếm vô địch. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện cổ xưa lập tức nổ tung, 30 đám mây hình nấm khổng lồ bay lên cao, cả tòa hoàng cung đất rung núi chuyển, vô số cường giả hoảng hốt, đầu óc kêu lên ong ong. Ngay lúc này, trong toàn bộ tòa thành có những vòng sáng trắng bay lên từ bốn hướng,
dưới sự thanh trừng của những vòng sáng trắng này, uy lực mà tinh đạn bắn ra đều dần bị cắn nuốt, tinh không chậm rãi bình thường trở lại. Lúc này, Diệp Huyên và Tần Quan đã lùi ra ngoài cổng thành, cô gái mặc cung trang kia vẫn đứng ở chỗ cũ. Không chỉ có nàng ta, cô gái áo bào trắng và người đàn ông trung niên và cả ông lão cũng đều có mặt. Bốn người đều là thần kiếp cảnh. Có điều lúc này, sắc mặt bốn người đều có vẻ nặng nề. Diệp Huyên đảo mắt nhìn xung quanh, hắn phát hiện uy lực của tinh đạn đã bị những vòng sáng màu trắng kia nuốt chửng rồi. Đế quốc thần minh này đúng là không tầm thường. Minh Tân cất lời, thần vật của Tần các chủ đúng là có uy lực không tầm thường, e rằng dưới thần kiếp cảnh sẽ không có ai chống lại được. Dứt lời, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, có điều ta vẫn thấy ngạc nhiên vì Diệp công tử nhất, trong khoảnh khắc khi nãy, không ngờ Diệp công tử lại không bị uy lực của đống bom kia ảnh hưởng đến. Sát na vô địch. Tần Quan cũng nhìn Diệp Huyên, nàng ta cũng thấy ngạc nhiên vì chiêu thức này của hắn. Minh Tân kia đột nhiên mở lòng bàn tay, một con dấu đen nhánh chậm rãi bay lên, con dấu nhanh chóng bay đến không trung. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nắm lấy tay Tần Quan, kiếm thanh huyên rung động dữ dội, muốn dẫn theo Tần Quan cùng truyền tống rời đi. Nhưng thời không xung quanh đột nhiên xuất hiện cảm giác đè nén, cùng lúc đó, một cánh tay đen kịt thò ra từ trong không gian trước mặt hắn, sau đó đấm một phát về phía hắn và Tần Quan. Diệp Huyên híp mắt, hắn động tâm niệm, kiếm thanh huyên biến thành một tia kiếm quang chém xuống. Ầm. Kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên thoáng chốc lùi lại cả nghìn trượng, còn Tần Quan vẫn đứng im tại chỗ. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan, sau đó lại nhìn vòng thái cực dưới chân nàng ta, đây là... Tần Quan chớp mắt, vòng bảo vệ thái cực, rất lợi hại. Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Minh Tân ở phía xa cũng nhìn Tần Quan bằng nét mặt nặng nề. Tần Quan cười nói, Minh Tân cô nương, khi nãy cô nói cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ để giết ta, vậy bây giờ cho ta xem đi. Minh Tân ngẩng đầu nhìn về phía con dấu đen ở chân trời, một khắc sau, một tia sáng khổng lồ bay ra từ trong con dấu. Diệp Huyên và Tần Quan nhìn thấy vô số ác hồn bên trong tia sáng, trong nháy mắt, thiên địa như biến thành địa ngục trần gian. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên cau mày. Lúc này, những ác hồn kia điên cuồng xông về phía Tần Quan. Tần Quan đột nhiên lấy ra vũ khí nàng ta đã sử dụng trước đó, cười nói, đến đây ra oai đi. Dứt lời, nàng ta lập tức bóp cò, trong nháy mắt, mấy trăm nghìn cột sáng phóng lên cao. Ầm 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 ầm. Chẳng mấy chốc, những tiếng kêu thảm thiết đã không ngừng vang vọng. Vô số ác hồn kia vừa mới ra ngoài đã bị những tia sáng trắng bắn nổ. Thấy cảnh này, sắc mặt mấy người nhóm Minh Tân lập tức trở nên khó coi. Tần Quan càng bắn càng hăng, chỉ trong nháy mắt, những ác hồn trong thiên địa kia đã bị súng trong tay nàng ta bắn nổ sạch. Lúc này, người đàn ông trung niên ở bên phải đột nhiên biến mất. Tần Quan lập tức thay hướng súng chĩa thẳng vào gã ta, nhưng gần như cùng lúc đó, cô gái áo bào trắng và ông lão áo đen cũng di chuyển. Tần Quan bắt đầu xoay vòng tại chỗ. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên thoáng chốc thay đổi, hắn vội vàng lùi lại. Ầm ầm ầm. Chẳng mấy chốc, những tia sáng màu trắng lấy Tần Quan làm trung tâm bắn ra bốn hướng, mấy người xông về phía nàng ta đều bị bắn lùi lại mấy trăm nghìn trượng, mà Tần Quan còn chưa dừng lại. Nàng ta vẫn xoay vòng tại chỗ, những tia sáng trắng liên tục bắn ra, lúc này, cả tòa thành đã bắt đầu vỡ tan. Thấy cảnh này, Diệp Huyên cũng sửng sốt. Khí thế của Tần Quan lúc này như có thể đánh nhau với một triệu người vậy. Không ai có thể đến gần nàng ta. Hoàng cung bắt đầu sụp đổ từng chút, vô số cường giả bỏ chạy bốn phương tám hướng. Minh Tân nổi giận, tế trận. Oanh! Mấy chục tia sáng màu đen thoáng chốc bay lên từ trong thành, những tia sáng này xông thẳng về phía Tần Quan, khi tiếp xúc với những tia sáng trắng kia, tia sáng màu đen lập tức rung động dữ dội, nhưng những tia sáng trắng vẫn dần bị nuốt chửng. Thấy thế, Minh Tân lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó, sắc mặt nàng ta lại thay đổi. Vì đạn của Tần Quan thật sự vô cùng nhiều. Tựa như vô cùng vô tận. Chẳng mấy chốc. Những tia sáng màu đen kia bắt đầu bị đánh lui, hoàng cung to lớn như gặp phải động đất, bắt đầu sập xuống. Sắc mặt Minh Tân vô cùng khó coi, dù thế, nàng ta vẫn không ngừng lùi lại, dù là nàng ta cũng không dám cố chấp chống lại những tia sáng trắng kia, vì nó quá nhiều.
ai mà chịu được chứ? Lúc này Tần Quan thật sự là càng đánh càng hăng, nàng ta không ngừng bóp cò và xoay vòng, những tia sáng trắng hình tròn khuếch tán ra bốn phía, nơi nó đi qua, một ngọn cỏ cũng không thể sống sót. Diệp Huyên đã lùi ra ngoài thành, im lặng đứng nhìn tia sáng trắng lóe lên trong thành. Những người này không động vào ai lại động vào phú bà này. Nếu tiếp tục như thế, cả tòa thành này sẽ sập hết. Mấy người nhóm Minh Tân cũng lùi ra ngoài thành, tạm thời tránh đi sự công kích. Không chỉ bọn họ, mà tất cả cường giả của đế quốc Tần Minh cũng đều thế. Tần Quan bây giờ thật sự là không cho phép ai đến gần. Minh Tân đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên nheo mắt, sau đó cười nói, dù ta không có nhiều thần trang như thế, nhưng ta có người, nếu các cô đánh ta, ta sẽ gọi người. Nghe vậy, sắc mặt Minh Tân càng khó coi hơn. Gọi người cũng có thể ra vẻ hiên ngang như thế à? Minh Tân im lặng một lát, cuối cùng vẫn không ra tay với Diệp Huyên. Vì nàng ta biết Diệp Huyên không phải đang hù dọa nàng ta, hắn thật sự có người chống lưng. Đối mặt với Kháo Sơn Vương nổi tiếng này, nàng ta vẫn chưa chắc có thể xử lý được, cho nên tạm thời quyết định không động vào hắn. Không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng Tần Quan cũng dừng lại, mà lúc này, tòa thành đã có vô số lỗ hổng. Nhìn tòa thành có vô số lỗ hổng trước mắt, sắc mặt mấy người nhóm Minh Tân vô cùng khó coi. Trong thành, Tần Quan nhìn vũ khí đang bốc khói trong tay, hé miệng cười, quá đã. Mọi người! Lúc này, Minh Tân nhìn về phía Tần Quan, cười nhạt, cô còn nữa không? Dứt lời, nàng ta bèn định ra tay. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức đen mặt. Trong thành, sau khi nghe thấy câu hỏi của Minh Tân, Tần Quan lập tức hưng phấn nói, ta vẫn còn đó. Dứt lời, nàng ta xoay cổ tay, lại lấy một khẩu súng ra, giống như đúc vũ khí nàng ta vừa cầm khi nãy, chỉ khác ở chỗ khẩu súng này đã trang bị đủ đạn rồi. Thấy vũ khí trong tay Tần Quan, nét mặt Minh Tân lập tức cứng đờ. Tần Quan nhìn Minh Tân, hưng phấn nói, đến đi. Tung hoành đi. Diệp Huyên. Lúc này, sắc mặt mấy cường giả thần kiếp cảnh bên cạnh Minh Tân cũng trở nên rất khó coi. Người phụ nữ này thật sự có nhiều tiền lắm sao? Lúc này, Minh Tân kia lại nhìn về phía Diệp Huyên, thấy thế, Diệp Huyên cau mày, có phải cô đang nghĩ ta dễ bắt nạt, muốn ra tay với ta trước không? Minh Tân im lặng nhìn Diệp Huyên. Nàng ta thật sự có ý này, dù sao Diệp Huyên cũng không có nhiều vũ khí kỳ lạ như thế, khá dễ xử lý hơn. Diệp Huyên cười nói, lên đi. Dứt lời, hắn giang hai tay, nghiêm túc nói, đến đánh ta đi. Sau lưng ta không có ai cả, thật, cô nhìn ta này, cả quá trình từ trước đến giờ ta đều chỉ dựa vào bản thân, ta thật sự chưa từng dựa vào ai cả, phụ thân vô địch, muội muội vô địch, đại ca vô địch gì đó đều là giả, ta chỉ là một kiếm tu bình thường thôi, nào, đánh ta đi. Nghe vậy, sắc mặt Minh Tân lập tức trở nên u ám. Nàng ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên bằng ánh mắt như có thể giết người. Một lát sau, nàng ta lại nhìn về phía Tần Quan giơ vũ khí trong tay lên, hưng phấn nói, lên đi, chúng ta đánh nhau nào. Minh Tân lại quay đầu nhìn Diệp Huyên cũng nghiêm túc nói, đến đánh ta đi, sau lưng ta không có ai, không có một ai cả, ta đều chỉ dựa vào bản thân mình thôi. Mọi người! Sắc mặt mấy người nhóm Minh Tân cực kỳ khó coi. Một người có tiền. Một người có chống lưng. Đánh thế nào đây? Sao mà đánh? Mấy người nhóm Minh Tân im lặng. Bọn họ thật sự đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn mỹ để giết Tần Quan, nhưng bọn họ đã bị vũ khí này của nàng ta làm tỉnh mộng rồi. Nhưng bọn họ vẫn không muốn từ bỏ như thế. Minh Tân đột nhiên hét lên, mở trận. Nàng ta vừa dứt lời. Hoàng cung vô số lỗ hổng kia đột nhiên rung động dữ dội, một khắc sau, những chùm sáng phóng lên cao, trong nháy mắt, chân trời xuất hiện một vòng sáng khổng lồ, vòng sáng tròn bao phủ toàn bộ hoàng cung, mà bên trên vòng sáng chẳng chịt như phù văn kỳ lạ, cùng lúc đó tiếng ngâm sướng vừa cổ xưa vừa thần bí đột nhiên vang vọng trong thiên địa. Ầm ầm. Trong thoáng chốc, thiên địa dần rung lên. Minh Tân ngẩng đầu nhìn Tần Quan phía xa với nét mặt lạnh như băng, Tần các chủ. Để ta xem thử rốt cuộc tiền của cô có uy lực đến mức nào. Dứt lời, nàng ta mở lòng bàn tay, tế trận. Sau đó,
một lực lượng đáng sợ từ trong lòng bàn tay của nàng ta bay lên cao, sau đó hội tụ trong vòng sáng nơi chân trời. Những cường giả của đế quốc thần minh ở xung quanh cũng đồng loạt hiến tế lực lượng của mình, theo những lực lượng đáng sợ hội tụ vào trong vòng sáng kia, phù văn xung quanh vòng sáng chợt rung động dữ dội, một uy thế cực kỳ đáng sợ kéo xuống từ chân trời. Thiên địa rung động. Nét mặt của Diệp Huyên bên dưới trở nên hơi nặng nề. Đây là trận pháp siêu cấp tập trung lực lượng của tất cả cường giả ở đế quốc. Diệp Huyên hơi lo lắng nhìn về phía Tần Quan, hắn không chút do dự di chuyển, xuất hiện bên cạnh Tần Quan, cần ta giúp không? Tần Quan cười khẽ đáp, cần. Diệp Huyên nhìn nàng ta, cô nói đi. Tần Quan chớp mắt, người mau trốn đi, trốn cho xa vào. Diệp Huyên thoáng sửng sốt, một khắc sau, hắn không chút do dự, cũng không hề nhiều lời, xoay người lập tức ngự kiếm biến mất ở cuối chân trời. Rời đi một cách rất dứt khoát. Thấy cảnh này, Tần Quan thoáng ngơ ngác, sau đó lắc đầu cười khẽ, đúng là một người hiểu chuyện, tính cách này, ta thích. Nói xong, nàng ta ngẩng đầu nhìn Minh Tân phía xa, ta tặng các ngươi một món quà lớn. Minh Tân nhìn chằm chằm Tần Quan, đến đi. Tần Quan đột nhiên lấy ra một quả bom khổng lồ màu đen từ trong túi, quả bom này to hơn tinh đạn ít nhất 10 lần, ngoài ra, bên ngoài quả bom còn có vô số phù văn thần bí kỳ lạ. Hơn nữa nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, bên ngoài quả bom này có rất nhiều sợi dây vô cùng nhỏ, nhỏ như sợi tóc vậy, chúng đang di chuyển theo một cách có quy luật. Bên ngoài quả bom màu đen này còn có một cái nút đỏ. Cậu bé! Đây chính là tinh đạn siêu cấp do nàng ta chế tạo, cậu bé. Tần Quan nhìn Minh Tân phía xa, cười gằn, nổ chết ngươi. Dứt lời, nàng ta lập tức ấn xuống nút đỏ kia, sau đó, nàng ta vội vàng xoay tay phải, một cái chuông màu vàng lập tức bao phủ lấy nàng ta, dường như vẫn thấy không đủ, nàng ta vội vàng nằm xuống đất, dùng hai tay che tai mình lại. Vào khoảnh khắc nàng ta ấn xuống nút đỏ, cậu bé đột nhiên mang theo một ngọn lửa bay lên cao. Thấy cảnh này, sắc mặt Minh Tân phía xa thoáng chốc thay đổi, xuống. Nàng ta vừa nói xong, vòng sáng khổng lồ kia lập tức rung lên, một khắc sau, vô số phù văn thần bí hạ xuống từ trên đó, những phù văn thần bí này biến thành những cột lửa, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời như xuất hiện một trận mưa lửa, lúc này, thiên địa cũng bắt đầu trở nên hư ảo, cực kỳ kinh khủng. Cố gắng chống đỡ, mà lúc này, cậu bé kia đột nhiên rung lên, sau đó biến thành một tia sáng lóe lên. Ầm. Một tiếng nổ to vang vọng khắp xung quanh. Vô số vũ trụ có thể nghe thấy âm thanh này. Mà sau tiếng nổ, vô số cột lửa rơi xuống lập tức tan thành mây khói, chẳng những thế, vòng sáng hình tròn đó cũng thoáng chốc biến thành hư vô, một đám mây hình nấm to khoảng mấy chục triệu dặm xuất hiện trong tinh không vô tận này. Trong phạm vi hàng vạn hàng nghìn dặm đều trở thành cho bụi. Diệp Huyên đã chạy rất xa đột nhiên xoay người, một khắc sau, một luồng khí chứa đựng uy thế đáng sợ kéo đến từ trước mặt. Con người của Diệp Huyên thoáng co lại, sau đó hắn chém xuống một kiếm. Ầm. Diệp Huyên thoáng chốc bị đẩy lui hàng triệu trượng, khi hắn dừng lại, luồng khí kia lại bay đến trước mặt hắn một lần nữa. Diệp Huyên híp mắt, mở lòng bàn tay, một tia kiếm ý nhân gian bay ra. Ầm. Kiếm ý nhân gian kết hợp với kiếm thanh huyên thoáng chốc chém ra một vết rách trên làn sóng khí, Diệp Huyên quay đầu, làn sóng khí sau lưng hắn đã phá hủy mấy chục tinh vực. Diệp Huyên lập tức đổ mồ hôi lạnh. Rốt cuộc Tần Phú bà vừa sử dụng thứ gì vậy? Diệp Huyên nhìn về phía xa, cả người đều cảm thấy tê dại. Lúc này, hoàng cung của đế quốc Tần Minh đã biến thành cho bụi. Lúc Tần Quan cho nổ quả bom siêu cấp kia, vô số trận pháp phòng ngự của đế quốc Thần Minh đều lập tức khởi động, nhưng cũng vô ích, quả bom vừa nổ, tất cả mọi thứ đều trở thành cho bụi. Trên bầu trời của đế quốc Thần Minh, mấy người nhóm Minh Tân đều còn ở đó, nhưng thân thể của bọn họ đều đã biến mất. Không chỉ thân thể, mà cả linh hồn cũng rất yếu ớt, gần như là trong suốt. Thần kiếp cảnh. Khi nãy ngoài mấy thần kiếp cảnh như bọn họ, những người còn lại xung quanh đều bị giết chết trong nháy mắt. Kể cả cường giả vạn kiếp cảnh cũng không thể chống lại lực lượng của quả bom kia. Minh Tân nhìn Tần Quan còn đang trốn trong chuông vàng phía xa, đầu kêu ong ong. Đương nhiên Tần Quan vẫn còn sống. Nhưng chuông vàng đang bảo vệ nàng ta đã xuất hiện vô số vết nứt. Lúc này,
Diệp Huyên xuất hiện, hắn đi tới bên cạnh Tần Quan, gõ lên chuông vàng, sau đó nói, kết thúc rồi. Tần Quan chậm rãi ngẩng đầu, khi thấy Diệp Huyên, nàng ta hé miệng cười, sau đó đứng dậy nhìn xung quanh, chớp mắt nói, đều nổ tan nát cả rồi. Nói xong, nàng ta lại nhìn về phía mấy người nhóm Minh Tân, khi thấy bọn họ còn sống, nàng ta nhíu mày, xem ra uy lực vẫn cần phải nâng cao, trở về tiếp tục cải tiến lại chúng mới được. Diệp Huyên. Nghe thấy lời của Tần Quan, nét mặt mấy người nhóm Minh Tân cũng cứng đờ. Uy lực vẫn chưa đủ ư. Con mẹ nó, nàng ta đang nói tiếng người à? Cả người Minh Tân đều thấy tê dại. Tần Quan nhìn về phía mấy người Minh Tân, sau đó hỏi, tiếp tục chứ? Minh Tân nhìn chằm chằm Tần Quan, ta không tin cô vẫn còn. Nghe vậy, Diệp Huyên cạn lời. Tần Quan đột nhiên lấy ra một quả cậu bé nữa, cười nói, ta vẫn còn. Nét mặt Minh Tân cứng đờ. Lúc này, Tần Quan lại lấy ra thêm mười mấy quả, nàng ta cười hì hì nói, ta không chỉ có mà còn có rất nhiều nữa. Diệp Huyên im lặng. Quá giàu, quá nghịch thiên. Minh Tân ở phía xa cất lời, chúng ta đi thôi. Dứt lời, nàng ta biến thành một tia sáng trắng biến mất ở cuối chân trời. Mấy cường giả của đế quốc thần minh khác cũng lần lượt biến mất. Không đánh nữa. Nàng ta đã tuyệt vọng rồi. Một quả bom đã suýt nổ tan thần hồn của bọn họ, nếu phú bà này lại cho mấy quả kia phát nổ. E rằng toàn bộ vô biên chi địa chỉ có vô biên chi chủ có thể sống sót thôi. Sau khi thấy mấy người nhóm Minh Tân đã đi, Tần Quan đột nhiên ngồi xuống đất, có vẻ khá yếu ớt. Diệp Huyên thầm thấy kinh ngạc, vội hỏi, sao thế? Tần Quan thở dài, sức công phá của bom quá lớn, tạo thành ảnh hưởng rất lớn với ta. Bây giờ ta thấy hơi mệt. Diệp Huyên tò mò hỏi, cô ngăn cản sức công phá của nó thế nào vậy? Hắn đã tự thể nghiệm sức công phá khi nãy, có thể nói, vạn kiếp cảnh cũng không thể ngăn cản, nhưng Tần Quan đứng ở trung tâm vụ nổ lại có thể ngăn được, thật sự không bình thường chút nào. Tần Quan mở lòng bàn tay, một cái chuông vàng xuất hiện, đây là một bảo vật phòng ngự, rất kiên cố, hơn nữa lúc được che phủ, ta còn ở một không gian khác, nhưng vẫn không thể hoàn toàn chặn được uy lực của cậu bé. Nói xong, nàng ta lắc đầu, sau này sẽ tặng cho người khác. Diệp Huyên vội nói, cảm ơn. Bút đại đạo. Tần Quan ngạc nhiên nhìn Diệp Huyên, ạc ta. Diệp Huyên giơ tay phải, nghiêm túc nói, cảm ơn. Tần Quan hơi do dự, sau đó đưa chuông vàng cho Diệp Huyên. Diệp Huyên nhận lấy chuông vàng rồi hỏi, cái này sử dụng thế nào? Tần Quan vỗ nhẹ lên chuông vàng, nó lập tức biến thành một tia kiếm quang bay vào giữa chân mày Diệp Huyên. Oanh! Trong cơ thể Diệp Huyên thoáng chốc tản ra một tầng kim quang mỏng. Tần Quan cười nói, bây giờ được rồi. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt, một lát sau, hắn phát hiện, hắn đã thiết lập liên hệ thần thức với chuông vàng kia. Diệp Huyên động tâm niệm, một khắc sau, hắn lập tức được một cái chuông vàng che phủ. Nhưng cái chuông này đã bị nứt rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan cười nói, đừng lo lắng. Cái chuông này có chức năng tự tu bổ, không lâu sau đó, nó sẽ tự khép lại vết nứt. Diệp Huyên gật đầu, được. Tần Quan quay đầu nhìn xung quanh, sau đó nhẹ giọng nói, lần này bọn họ hãm hại ta, rất rõ ràng là muốn giải quyết người bên cạnh ngươi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, gật đầu, đúng thế. Dứt lời, hắn nhìn xung quanh một vòng rồi nói, Tần Quan, chúng ta phải đi đến địa ngục tộc. Hắn vẫn không quên chuyện đã hứa với địa ngục tộc. Tần Quan gật đầu, được. Diệp Huyên lập tức sử dụng kiếm Thanh Huyên, một khắc sau, hắn và Tần Quan biến mất, lúc xuất hiện một lần nữa, hai người đã ở địa ngục tộc. Vừa đến nơi, Thiên Dụ đã xuất hiện trước mặt hai người, thấy Diệp Huyên, Thiên Dụ khẽ mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyên cười nói, bảo tộc nhân của các cô chuẩn bị một chút, chúng ta đi đến vũ trụ quan Huyên. Thiên Dụ nhìn Diệp Huyên, ngươi chắc chứ? Diệp Huyên gật đầu. Thiên Dụ trầm giọng nói, mấy gia tộc trên kia. Diệp Huyên cười nói, không sao, cô cứ làm theo lời ta là được. Thiên Dụ nhìn Diệp Huyên, gật đầu, được. Một canh giờ sau, Diệp Huyên và Tần Quan đi tới lối ra địa ngục, Tần Quan gọi Lão Pháp đến, Lão Pháp chỉ mấy chưa đến một khắc đã phá giải được phong ấn này.
Người của địa ngục tộc nhanh chóng rời khỏi nơi tĩnh mịch này. Diệp Huyên và Tần Quan cũng đi lên mặt đất, khi hai người đi tới mặt đất, sắc mặt bọn họ đột nhiên thay đổi, vì cách đó không xa có một người đàn ông. Người đó không phải ai khác mà chính là Vô Biên Chi Chủ. Tần Quan kéo ống tay áo Diệp Huyên, tên này không thể nổ chết được, gọi người đi. Diệp Huyên, gọi người, Diệp Huyên lập tức liên hệ với Thanh Khâu, kiếm Thanh Huyên khẽ rung, Thanh Khâu xuất hiện. Thanh Khâu nhìn Vô Biên Chi Chủ, sau đó đi tới bên cạnh Diệp Huyên, cười nói ca ca. Diệp Huyên gật đầu. Thanh Khâu nắm tay Diệp Huyên, sau đó nhìn về phía Vô Biên Chi Chủ ở xa xa. Vô Biên Chi Chủ đột nhiên cười khẽ, ta hơi đánh giá thấp Tần cô nương rồi. Không ngờ cô lại có thể phát triển khoa học đến mức này. Tần Quan nhìn Vô Biên Chủ, người từng đến hệ Ngân Hà. Vô Biên Chủ gật đầu, từng đến, nhưng ta đến theo một cách khác. Tần Quan cười nói, thú vị đấy. Vô Biên Chủ nhìn về phía Thanh Khâu, các hạ, thế này đi, cô không ra tay, ta cũng không ra tay, để họ đấu với nhau, cô thấy sao? Thanh Khâu im lặng. Vô Biên Chủ nói tiếp, nếu muốn ra tay, cô phải khôi phục toàn bộ thực lực, cô biết việc đó có ý nghĩa thế nào rồi đấy. Thanh Khâu đột nhiên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên biến thành một tia kiếm quang chém đi. Vô Biên Chủ ở phía xa chắp ngón tay lại. Oanh! Kiếm Thanh Huyên lập tức bị ngón tay của ông ta làm dừng lại. Mà lúc này, Tần Quan đột nhiên lấy một quả cậu bé ra, thấy thế, Diệp Huyên vội ngăn cản nàng ta. Đây là thứ công kích tập thể. Nếu Tần Quan cho nổ nó, hắn không biết Vô Biên Chủ có chết hay không, nhưng địa ngục tộc chắc chắn sẽ bị nổ tan tành. Diệp Huyên hỏi, có món nào tấn công cá nhân không? Tần Quan ngẫm nghĩ, sau đó bèn muốn lấy vũ khí ra, lúc này, Vô Biên Chủ kia đột nhiên nói, Tần cô nương, đừng lãng phí sức lực nữa. Khoa học kỹ thuật của cô vẫn không thể giết được ta đâu. Mà chỉ cần có ta, cô sẽ không thể hủy diệt vũ trụ vô biên. Tần Quan quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu, Thanh Khâu đột nhiên nói, ta không ra tay, ông cũng không ra tay, đúng chứ? Vô Biên Chủ gật đầu. Nhưng Thanh Khâu vẫn hơi do dự. Vô Biên Chủ cười khẽ, không phải hắn muốn công bằng à? Bây giờ ta không ra tay, không phải là cho hắn công bằng sao? Hay là Thanh Khâu cô nương muốn bảo vệ hắn cả đời? Nhưng có lẽ Thanh Khâu cô nương cũng hiểu, nếu tiếp tục như thế, cả đời này hắn cũng không thể phát triển được, nếu hắn không phát triển, kết cục sau này của hắn chắc chắn là một bi kịch, cô có tin không? Thanh Khâu đang muốn đáp lời thì Diệp Huyên cười nói, nhà đầu, ta làm được. Thanh Khâu nhìn Diệp Huyên nhấn mạnh thật. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, ta tin huynh. Nói xong, nàng ta quay đầu nhìn về phía Vô Biên Chi Chủ, nhớ kỹ lời ông nói. Vô Biên Chủ gật đầu, yên tâm, ta sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ đâu. Vì đối thủ của ta trước giờ đều không phải là hắn. Nói xong, thân thể ông ta dần trở nên hư ảo. Diệp Huyên nhìn về phía Vô Biên Chủ, hắn phát hiện Vô Biên Chủ này giống như một cái bóng vậy, hoàn toàn không thể nhìn thấy diện mạo thật sự của ông ta. Vô Biên Chủ nhanh chóng biến mất. Thanh Khâu nhìn về phía xa với nét mặt nặng nề, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, Thanh Khâu cô nương, cô dẫn người của địa ngục tộc trở về vũ trụ Quan Huyên đi. Thanh Khâu gật đầu, được. Nói xong, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, ở nơi này có sợ không? Diệp Huyên nhìn thoáng qua Tần Quan, sau đó nghiêm túc trả lời, không sợ. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, cố lên, ta sẽ xử lý tốt chuyện ở vũ trụ Quan Huyên. Diệp Huyên gật đầu, muội vất vả rồi. Thanh Khâu liếc Diệp Huyên, huynh muội với nhau, vất vả cái gì? Sau này không được nói lời khách sáo như thế nữa. Diệp Huyên cười nói, được. Thanh Khâu gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Quan, cô cẩn thận đấy. Tần Quan cười đáp, được. Thanh Khâu không nói gì nữa, nàng ấy nhìn Thiên Dụ, các cô đi với ta. Thiên Dụ gật đầu, được. Thanh Khâu nhanh chóng dẫn theo mọi người biến mất khỏi nơi này. Tần Quan nhẹ giọng nói, Thanh Khâu cô nương lợi hại quá. Diệp Huyên cười nói, cô cũng rất lợi hại. Tần Quan lắc đầu, ta không lợi hại, ta chỉ có nhiều tiền thôi. Diệp Huyên đen mặt. Tần Quan cười nói, chúng ta đi đến Vô Biên Thành đi.
Diệp Huyên gật đầu, được. Một lát sau, Diệp Huyên và Tần Quan đi tới Vô Biên Thành, lúc này, danh tiếng của Tiên Bảo Các ở Vô Biên Thành có thể nói là như mặt trời ban trưa, vì mỗi ngày Tiên Bảo Các đều sẽ đấu giá một thần vật siêu cấp hoặc truyền thừa của các cường giả thần kiếp cảnh. Mà hôm nay, Tiên Bảo Các lại đấu giá một thần vật, cũng giống như trước đây, hôm nay Tiên Bảo Các vẫn rất đông người, nhưng đa số đều mặc áo bào đen và đeo mặt nạ, không thể thấy mặt. Buổi đấu giá hôm nay do Lão Tiền đích thân chủ trì. Trong điện, Diệp Huyên và Tần Quan ngồi trong phòng riêng có vị trí đẹp nhất, Tần Quan nhìn xuống dưới, cười nói, chúng ta nhận được tin, hôm nay có người muốn ra tay. Ra tay. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan, hệ thống tình báo của cô có bao nhiêu người. Tần Quan ngẫm nghĩ, sau đó búng tay một cái, một bóng người nhanh chóng xuất hiện trong góc tối. Diệp Huyên híp mắt, hắn không hề cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Tần Quan cười nói, đây là thủ lĩnh tình báo của ta, tên Ám Quân, chỉ có một mình ta biết tên và lai lịch của hắn. Sau đó, nàng ta nhìn về phía Ám Quân kia, làm quen với Diệp công tử đi. Nghe vậy, Ám Quân lập tức cúi người hành lễ với Diệp Huyên, Diệp công tử. Tần Quan nói, sau này ngươi cần gì cũng có thể liên lạc trực tiếp với hắn. Dứt lời, nàng ta nhìn về phía Ám Quân mở lòng bàn tay. Một con dấu màu đen chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên, Diệp công tử cần gì cứ nói với con dấu này là được. Diệp Huyên không từ chối, hắn cất con dấu màu đen kia đi. Tần Quan cười hỏi, Ám Quân, bây giờ ngươi có bao nhiêu người? Ám Quân nghiêm túc báo cáo, người nòng cốt chỉ có 1.000, còn tổng cộng là hơn 100 triệu người. Hiện tại, vũ trụ vô biên này đã bị chúng ta thâm nhập, các thế lực siêu cấp đều có người của chúng ta. Ngoài Cổ Khí Tông phía Bắc và Thần Tông phía Nam. Cổ Khí Tông, Thần Tông. Diệp Huyên im lặng. Không thể không nói, trong lòng hắn vẫn cảm thấy khá khiếp sợ, nhân viên trong hệ thống tình báo của Tần Quan có hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu người đang phục vụ cho nàng ta. Vậy chẳng phải nàng ta muốn biết cái gì cũng có thể biết được rất nhanh sao? Quá đáng sợ. Diệp Huyên hơi xấu hổ, cũng may đây là bên phe hắn, nếu không e rằng hắn đã bị đánh phát khóc rồi. Lúc này, Tần Quan nhẹ giọng nói, không thể thâm nhập vào Cổ Khí Tông và Thần Tông à. Ám Quân gật đầu, quá khó khăn, nhưng không phải không có cơ hội, cần phải có chút thời gian. Tần Quan gật đầu, người cứ phụ trách là được, ta tin tưởng ngươi. Ám Quân lập tức cúi người hành lễ, kích động nói, đa tạ sự tin tưởng của các chủ. Tần Quan cười nói, đã điều tra được người sẽ ra tay với chúng ta hôm nay là ai chưa? Ám Quân gật đầu, đã điều tra rồi. Là Thương Hội Vô Biên và Ma La Tộc, còn có Võ Quân trốn trong bóng tối kia nữa. Võ Quân. Tần Quan thoáng sửng sốt, sau đó cười hỏi, nàng ta vẫn chưa chết à? Ám Quân gật đầu, nàng ta vẫn chưa chết, nhưng tộc nhân của nàng ta đã chết gần hết rồi, bây giờ nàng ta rất tức giận. Đang nghĩ cách trả thù chúng ta một cách điên cuồng. Tần Quan lắc đầu cười khẽ, ngây thơ, tăng thưởng đi. Ám Quân gật đầu, được. Tần Quan cất lời, người có thể lui xuống rồi. Ám Quân đột nhiên mở lòng bàn tay, một danh sách bí mật chậm rãi bay đến trước mặt Tần Quan, các chủ, trên đó là thông tin chi tiết của một số người ta vừa chiêu mộ và thông tin của người phụ trách lẻn vào Cổ Khí Tông và Thần Tông. Tần Quan cười nói, được. Ám Quân gật đầu, lặng lẽ lui xuống. Tần Quan nhìn danh sách trong tay, cười khẽ, sau đó cất đi. Diệp Huyên hơi tò mò, cô không xem à? Tần Quan khẽ mỉm cười, dùng người không nên nghi ngờ thì không cần dùng. Diệp Huyên hỏi, nếu hắn không đưa danh sách này cho cô thì sao? Tần Quan nhún vai, hắn sẽ bị cách chức. Diệp Huyên im lặng, Tần Quan quay đầu nhìn hắn. Cười hỏi, có phải cảm thấy ta rất vô tình không? Diệp Huyên lắc đầu, sao lại thế? Tần Quan cười khẽ nói, nhân tính là thứ đáng sợ nhất, tốt nhất không nên hoàn toàn tin tưởng vào cái gọi là tình người, vì có nhiều lúc rất nhiều người đều không thể nhìn thấu chính họ. Ta tin tưởng họ là một chuyện nhưng điều kiện tiên quyết là họ có chừng mực. Giống như danh sách này, ta có thể không xem nhưng hắn không thể không đưa. Diệp Huyên gật đầu, đạo lý dùng người. Sau đó, hắn nhìn Tần Quan, cô có nghĩ tới chuyện này chưa, nếu có một ngày cô không còn nữa, Tiên Bảo Các này sẽ do ai thừa kế, ai có thể quản lý đây?
Nếu Tần Quan không còn, ai có thể quản lý được Tiên Bảo Các? Nếu Tiên Bảo Các rời vào tay người xấu, thì hắn thật sự không dám tưởng tượng nữa. Tần Quan ngẫm nghĩ, sau đó nói, nếu ta có nữ nhi, chắc chắn ta sẽ để nữ nhi thừa kế. Diệp Huyên lại hỏi, cô cảm thấy nữ nhi của mình có thể quản lý được những người này không? Đương nhiên dưới tình huống cô còn sống chắc chắn có thể quản lý, cô có thể đào tạo bọn họ, nhưng nếu cô đột nhiên không còn nữa thì sao? Tần Quan nhếch môi, yên tâm, ta vẫn có đường lui. Diệp Huyên hơi tò mò, đường lui gì? Tần Quan cười đáp, bí mật. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ. Lúc này, Tần Quan đột nhiên mở lòng bàn tay, một hư ảnh chậm rãi bay tới trước mặt nàng ta và Diệp Huyên, hư ảnh kia biến thành một màn sáng đó dần trở nên rõ ràng, là một tinh không sâu thẳm vô tận. Trong tinh không có một tàu vũ trụ khổng lồ đang di chuyển rất nhanh, nhưng sau đó, tốc độ của tàu vũ trụ dần chậm lại, hơn nữa hình ảnh cũng thay đổi, là bên trong tàu. Một cô gái mặc váy dài màu đen xuất hiện trước mắt Diệp Huyên và Tần Quan, sau lưng nàng ta còn có mười mấy người, có nam có nữ. Thấy Tần Quan, cô gái váy đen lập tức cúi người hành lễ, các chủ. Tần Quan cười hỏi, các ngươi đến đâu rồi? Cô gái cung kính báo cáo, bây giờ đã rời khỏi vũ trụ vô biên, chúng ta tiến vào một vũ trụ xa lạ. Trước khi đến vũ trụ này, chúng ta gặp một nền văn minh vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ. Nền văn minh này nằm ở đầu phía bắc của vũ trụ vô biên, chúng ta không dám tiếp xúc với nó, cho nên chọn đi vòng. Phía bắc vũ trụ vô biên. Diệp Huyên cau mày, đó không phải nơi cổ khí tông trấn thủ ư. Tần Quan lại nói, tiếp tục thăm dò về phía trước. Ghi chép lại chỗ đi qua, xây dựng bản đồ vũ trụ, sau đó đưa về thần tạo các, để bọn họ tính ra tọa độ vũ trụ, thiết lập truyền tống trận. Cô gái váy đen cúi người, vâng. Tần Quan phất tay, hình ảnh biến mất. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan, bọn họ là. Tần Quan cười đáp, đội thám hiểm vũ trụ, đội tiên phong được ta phái đi thăm dò vũ trụ. Diệp Huyên. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nhìn xuống đại điện bên dưới, nhếch môi, ta vừa nhận được tin, thương hội vô biên, Ma La tộc và võ quân trong bóng tối kia sắp ra tay rồi. Trong phòng đấu giá, lão tiền đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó cười nói, các vị. Thần khí sắp đấu giá lần này tên là Chiến Giáp Hạo Thiên, có thể chống lại đòn tấn công toàn lực của cường giả vạn kiếp cảnh. Lấy yếu đánh mạnh, có thể dựa vào chiến giáp này khiêu chiến vượt cấp mà không có chút áp lực nào, lấy mạnh đánh yếu còn như phụ thân đánh nhi tử, áp đảo hoàn toàn. Chiến đấu cùng cấp, có thể nói người mặc áo giáp này sẽ tương đương với việc có nhiều hơn người khác vô số mạng. Nói xong, lão nhìn xung quanh, khẽ mỉm cười, thực lực không đủ sẽ có thần trang giúp. Ra ngoài chỉ cần có thần trang này trong tay, đi bộ cũng mang theo nó. Lão nói xong, một cô gái với vẻ ngoài thanh tú bưng một cái hộp đen bước lên bục đấu giá. Cô gái đặt hộp trong tay lên trụ đá trước mặt lão tiền, sau đó cúi chào bốn phía rồi xoay người đi xuống. Lão tiền nhìn xung quanh rồi mở hộp ra, một chiến giáp đen nhánh chậm rãi bay lên. Chiến giáp có màu đen nhánh, được chế tạo từ những cái vảy không biết tên, bên trên lóe lên lưu quang. Vừa nhìn đã biết không phải một thứ tầm thường. Thứ này vừa xuất hiện, trong phòng đấu giá lập tức trở nên xôn xao. Rõ ràng là có vài người động lòng với chiến giáp Hạo Thiên này. Lúc này, lão tiền cười nói, các vị, thần vật này bắt đầu được đấu giá, 50 tỷ trụ mạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 tỷ. 50 tỷ trụ mạch. Nghe thế, sắc mặt một vài người lập tức thay đổi, đối với vũ trụ vô biên. 50 tỷ trụ mạch đúng là một khoản tiền lớn. Chỉ có một vài thế lực siêu cấp mới có được. Nhưng vào lúc này, một bóng đen đột nhiên nhảy lên từ dưới đài, đánh một chưởng về phía lão tiền trên bục. Biến cố bất ngờ xảy ra khiến mọi người đều kinh ngạc. Có người ra tay. Lão tiền trên bục rất bình tĩnh, mặc cho một chưởng kia đánh tới. Khi một chưởng đó sắp đánh lên người lão tiền, một tia sáng lạnh đột nhiên lóe lên. Vụt. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, tàn ảnh kia đã lập tức bị phân thây. Thần kiếp cảnh. Mọi người hoảng hốt quay đầu nhìn lại, dưới bục đấu giá cách đó không xa có một ông lão áo đen. Thấy ông lão áo đen này, sắc mặt các cường giả xung quanh đều hơi thay đổi. Trong phòng riêng, Diệp Huyên cũng hơi kinh ngạc, Tần Quan cô nương, cường giả thần kiếp cảnh này là do cô đào tạo ra à?
Tần Quan lắc đầu, không phải, là trợ thủ ta bỏ tiền ra mời đến. Diệp Huyên cạn lời. Bỏ tiền ra mời đến, tiền đúng là một thứ có ích. Trong phòng đấu giá, lão Tiền nhìn xung quanh, sau đó cười nói, mọi người không cần phải sợ. Dứt lời, lão đi tới trước mặt cường giả thần bí đột nhiên ra tay kia, thân thể của cường giả thần bí đã bị đánh tan, nhưng gã ta vẫn chưa chết, vì cường giả thần kiếp cảnh kia cũng không tiêu diệt gã ta, mà cố định linh hồn của gã ta lại. Lão Tiền nhìn cường giả thần bí trước mặt, cười hỏi, ai phái ngươi đến đây? Cường giả thần bí kia không nói gì. Lão Tiền lắc đầu thở dài, không cần phải nói, chắc chắn là thương hội vô biên, đúng không? Cường giả thần bí vẫn im lặng. Lão Tiền quay đầu nhìn về phía ông lão thần kiếp cảnh bên cạnh, ông lão gật đầu, tay phải bắt đầu dùng sức, linh hồn của cường giả thần bí kia bắt đầu trở nên mờ ảo từng chút một. Thấy thế, sắc mặt cường giả thần bí thoáng chốc thay đổi. Gã ta vừa định nói gì đó, ông lão thần kiếp cảnh đột nhiên vung tay áo. Oanh! Linh hồn của cường giả thần bí kia lập tức tan biến. Mọi người đều nhìn ông lão thần kiếp cảnh bằng ánh mắt vô cùng kiêng dè. Lúc này, lão Tiền đột nhiên mở lòng bàn tay, một quả cầu thủy tinh bay lên không trung, bên trong quả cầu xuất hiện một hình ảnh. Khi nhìn thấy cô gái trong quả cầu thủy tinh, sắc mặt mọi người đều trở nên kỳ lạ, vì cô gái này không phải ai khác, mà chính là hội trưởng hiện tại của thương hội vô biên Ung Nhã. Trong quả cầu thủy tinh, Ung Nhã kia đang nhỏ giọng nói gì đó với một người, mà người đó chính là sát thủ thần bí khi nãy. Lão Tiền đột nhiên nhìn xuống một góc bên dưới, có một ông lão áo đen đang ngồi ở đó, lão Tiền cười hỏi, Ung Nhã trưởng lão, còn muốn trốn tránh nữa sao? Mọi người quay đầu nhìn về phía người áo đen, dưới ánh nhìn của mọi người áo đen tháo đồ che mặt xuống, một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trước mắt mọi người. Người này chính là Ung Nhã trưởng lão của thương hội vô biên. Ung Nhã khẽ mỉm cười, các vị, tiền bảo các đến từ vũ trụ hiện hữu. Vũ trụ hiện hữu. Mọi người im lặng, thật ra bọn họ đều biết tiền bảo các đến từ vũ trụ hiện hữu, nhưng như thế thì sao? Không ai dám ra tay ở đây cả. Phải biết rằng, không phải những thế lực hàng đầu như Ma La tộc cũng không ra tay à? Bọn họ không ra tay, những người khác ai dám ra tay chứ? Hơn nữa, danh tiếng của các chủ tần quan của tiên bảo các cũng rất vang dội ở vũ trụ vô biên. Thái linh tộc bị tiêu diệt như thế nào? Không phải vì bị tần quan làm nổ sao? Ung Nhã kia chậm rãi đứng dậy, ả ta đi về phía lão Tiền, cười nói, có lẽ tần các chủ đang ở đây, bảo nàng ta xuất hiện đi. Lão Tiền lắc đầu, Ung Nhã trưởng lão, các chủ không có hứng thú với cô. Nghe vậy, Ung Nhã híp mắt, vậy sao? Dứt lời, ả ta vung ta, hành động. Ả ta vừa nói xong, sắc mặt mọi người trong phòng đấu giá đều thay đổi, đồng loạt đề phòng, nhưng sau đó, mọi người phát hiện xung quanh không có chút động tĩnh nào cả. Ung Nhã cau mày. Lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện, ông ta vung tay áo, mười mấy cái đầu xuất hiện trước mặt Ung Nhã. Thấy mấy cái đầu này, sắc mặt Ung Nhã lập tức thay đổi. Vì đây đều là người của ả ta. Như nghĩ đến điều gì, Ung Nhã ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên, thần kiếp cảnh. Nghe vậy, mọi người đều tỏ vẻ kinh hãi. Lại là một thần kiếp cảnh. Trong phòng riêng, Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía tần quan cười hì hì, ta không có cái gì khác, chỉ có nhiều tiền, mà bọn họ thì đều thiếu tiền. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, bọn họ sẽ không nảy sinh ý đồ xấu chứ? Tần quan bình tĩnh nói, đều từng bị ta cho ăn bom rồi. Diệp Huyên. Trong phòng đấu giá, tay của Ung Nhã bắt đầu run rẩy. Ả ta không ngờ rằng, người của ả ta đều đã bị giết. Như nghĩ đến điều gì, ả ta chợt quay đầu, Ma La tộc trưởng. Ông còn không ra tay đi. Cô đừng có nói bậy. Ma La tộc trưởng trong góc đứng lên, ông ta nhìn Ung Nhã trưởng lão, Ma La tộc ta chưa từng có ý đồ gì khác với tiên bảo các, cô đừng có nói bừa. Nghe vậy, sắc mặt Ung Nhã thoáng chốc tái đi. Ả ta biết, Ma La tộc phản bội bọn họ rồi. Ung Nhã quay đầu nhìn về phía lão Tiền, một khắc sau, người ả ta khẽ run rẩy, có ý định bỏ chạy. Mà người đàn ông trung niên thần kiếp cảnh ở bên cạnh đột nhiên vung tay phải. Oanh!
Ung Nhã ở phía xa lập tức bị một lực lượng bao phủ, không thể nào di chuyển. Ung Nhã nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, thần kiếp cảnh. Người đàn ông nhìn về phía Lão Tiền nói, chặt đầu ả, đưa đến thương hội vô biên, trong vòng 3 ngày, nếu bọn họ không cho tiên bảo các chúng ta một lời giải thích, thì trong vũ trụ vô biên này sẽ không còn thương hội vô biên nữa đâu. Người đàn ông trung niên chắp ngón tay, đầu của Ung Nhã lập tức bị chém rơi, ông ta xách đầu của ả ta biến mất. Sắc mặt mọi người đều vô cùng nặng nề. Lão Tiền đột nhiên cười nói, các vị, buổi đấu giá xin được tiếp tục. Nói xong, lão quay trở lại bục. Ở một góc, tộc trưởng Ma La tộc im lặng, ông ta không dám đi, vì thần thức của ông lão thần kiếp cảnh ở bên cạnh vẫn luôn bao phủ lấy ông ta. Ông ta biết, nếu mình dám di chuyển, đối phương sẽ không chút do dự ra tay. Tộc trưởng Ma La tộc thầm thở dài trong lòng. Ông ta biết, Ma La tộc bây giờ đã không thể chống lại tiên bảo các này được nữa rồi. Hai cường giả thần kiếp cảnh. Ma La tộc làm sao có thể chống lại? Bắt đầu có người ra giá, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chiến giáp Hạo Thiên đã tăng lên 120 tỷ trụ mạch. Trong phòng riêng, Tần Quan cười nói, chuyện ở đây đã kết thúc rồi. Chúng ta đến thư viện xem thử. Diệp Huyên gật đầu. Hai người rời khỏi phòng riêng, đi đến thư viện Quan Huyên. Thư viện Quan Huyên hiện tại đã được xây dựng gần như hoàn mỹ. Thư viện Quan Huyên cũng đã đưa người đến vũ trụ vô biên, Thư Hiền là người đích thần dẫn đội. Thật ra lúc đầu Diệp Huyên không muốn để Thư Hiền đến, vì Thư Hiền thật sự giúp ích rất nhiều cho Thư viện Quan Huyên, hắn không muốn để Thư Hiền mạo hiểm. Nhưng ông ta cứ muốn đến, Thanh Khâu cũng không làm gì được, hết cách, chỉ có thể cho ông ta đi. Trên đỉnh núi, Diệp Huyên chậm rãi bước đi cùng Thư Hiền, Tần Quan đi bên cạnh Thư Hiền nhìn về phía xa nhẹ giọng nói. Vũ trụ này còn trọng võ khinh văn hơn cả vũ trụ của chúng ta, khoảng thời gian này, ta đã chọn được không ít hạt giống tốt. Nói đến đây, ông ta nhẹ nhàng lắc đầu, đều là những hạt giống tốt, tiếc là thiên phú tu luyện không được tốt lắm. Diệp Huyên cười nói, mục tiêu của chúng ta là tạo ra cho mọi người một khoảng sân, để ai ai cũng có đất dụng võ và phát triển. Thư Hiền quay đầu nhìn Diệp Huyên, cậu làm chuyện này, công đức vô lượng. Diệp Huyên cười đáp, chỉ là chuyện nhỏ. Thư Hiền gật đầu, có thể để Trương Sứ đến giúp ta không? Ta chỉ giỏi dạy chữ dạy văn, không giỏi quản lý thư viện, mà ông ấy rất thành thạo những chuyện này. Diệp Huyên gật đầu, lúc Lão Thư đến, ta cũng đã điều ông ấy đến rồi. Không bao lâu nữa, ông ấy sẽ đến nơi này. Đến lúc đó, ông cần gì thì chỉ cần căn dặn ông ấy là được. Thư Hiền gật đầu, được. Nói xong. Ông ta đột nhiên nhìn về phía Tần Quan, quyển, thần điển nho đạo, kia của Tần các chủ thật sự là một sự giúp đỡ to lớn, lão phu thay học viên trong thư viện cảm ơn Tần cô nương. Nói xong, ông ta cúi thấp người. Tần Quan cười nói, không cần khách sáo. Thư Hiền gật đầu, hai người nói chuyện với nhau đi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Lúc này, Tần Quan nhìn về phía Diệp Huyên, ta cảm thấy, chúng ta có một việc cấp bách. Diệp Huyên hơi tò mò, chuyện gì? Tần Quan cười nói, nâng cao thực lực của ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyên thoáng sửng sốt, sau đó hỏi lại, nâng cao thực lực của ta. Tần Quan gật đầu, ngươi là viện trưởng, đương nhiên thực lực không thể yếu như thế được. Vì nâng cao thực lực của ngươi, ta đã giúp ngươi chế tạo một phương pháp luyện thể và trang bị. Nói xong, nàng ta nghiêm túc nhìn Diệp Huyên, ngươi không chỉ phải nâng cao thực lực, mà trang bị cũng phải mạnh. Ta muốn trang bị tận răng cho ngươi. Diệp Huyên. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên cạnh, Tần các chủ, e là cô không có cơ hội đâu. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, hắn quay đầu nhìn lại, lúc này, một thanh trường thương đâm tới, mục tiêu không phải Diệp Huyên, mà là Tần Quan. Tần Quan giẫm nhẹ chân phải, dưới chân xuất hiện một hình thái cực. Oanh! Một tia sáng trắng va vào hình thái cực kia. Nhưng một khắc sau, một bàn chân dẫm lên trên trường thương. Ầm. Hình thái cực vỡ tan, Tần Quan lùi lại mấy vạn trượng. Lúc này, một cường giả thần kiếp cảnh chắn trước mặt Tần Quan, đây chính là người nàng ta bỏ tiền ra thuê, mà một khắc sau, một thanh trường thương phá không bay tới, còn người cường giả thần kiếp cảnh kia co lại, hắn ta xông về phía trước, đánh ra một quyền. Dùng quyền chống trường thương.
Oanh! Một tiếng nổ vang lên, chuôi trường thương xuyên thẳng qua giữa chân mày cường giả thần kiếp cảnh kia. Thần hồn tan biến. Cây thương kia không dừng lại mà vẫn tiếp tục bay về phía Tần Quan. Diệp Huyên bỗng dưng xuất hiện trước mặt nàng ta, vung kiếm đâm ra. Sát na vô địch. Thương kia cũng đến. Ầm. Đồng tử Diệp Huyên không khỏi co rụt lại khi nhận ra thân xác của mình đã nứt toác, máu phun tung tóe. Sát na không còn vô địch nữa. Hắn kinh hãi, kiếm ý nhân gian cuộn trào tuôn ra từ cơ thể. Quỳnh. Trường thương run lên kịch liệt nhưng không hề bị đẩy lui, ngược lại còn đâm vào ngực hắn. Đúng lúc này, Tần Quan bất ngờ xuất hiện, dùng tay phải chộp lấy cây thương. Một lá bùa chú màu vàng trong tay nàng ta chợt bốc cháy rồi được vung ra. Xoẹt. Cây thương được rút ra sau nỗ lực của Tần Quan, nhưng một khắc sau đó, tay phải nàng ta lập tức nứt vỡ, trường thương bay ra. Tần Quan và Diệp Huyên ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông đang đi tới. Người này mặc trường bào giản dị, để tóc ngang vai, mặt lạnh như tiền, tay phải cầm thương, tay trái dắt một thanh đao gãy. Tần Quan nói, ta không thể ném bom ở đây được. Diệp Huyên im lặng, nếu Tần Quan ném bom ở đây thì toàn bộ người của thư viện Quan Huyên sẽ thiệt mạng. Hắn không chút chần chừ mà ngự kiếm bay lên, xoay người biến mất. Tần Quan nói với người đàn ông kia, tìm nơi khác chứ. Đối phương lắc đầu, ta rất muốn đánh một trận công bằng với Tần các chủ, nhưng vô biên chi chủ đã dặn không thể xem thường cô, vì vậy. Nói đến đây, gã bước tới. Cây thương trong tay lập lòe ánh sáng, đâm ra như sấm. Một chiêu này khiến thiên địa cũng phải chấn động. Tần Quan nheo mắt lại, xòe tay gọi một khẩu súng nhỏ nhắn xuất hiện rồi bóp cò. Đùng! Một tia sáng vàng bắn ra. Người đàn ông nhấc thương đâm tới. Rắc. Tia sáng vỡ ra, gã ta cũng dừng lại. Tần Quan lại bóp cò. Người đàn ông bất chợt tung người lên cao, từ đó nện thương xuống. Oanh. Tia sáng lại vỡ. Sau đó lại có mười mấy tia sáng nối liền nhau đánh tới. Người đàn ông nhắm mắt lại, một khắc sau, thân hình mờ dần đi. Linh hồn gã bất ngờ rời khỏi thân thể, bước tới đâm thương ra. Quỳnh. Một luồng thương mang càn quét mà qua, đánh vỡ tất cả những tia sáng. Tần Quan lúc này đã lui lại hơn nghìn trượng, khiến cú đâm của người đàn ông vồ hụt. Nhưng linh hồn gã xoay lại, ném cây thương trong tay ra. Xoẹt. Đất trời lập tức nứt nẻ như một cái mạng nhện khổng lồ, trông đáng sợ vô cùng. Tần Quan nheo mắt lại, gọi một tấm khiên nhỏ màu vàng hiện ra chặn lại giữa trán. Oanh. Trường thương bị chặn đứng, nhưng tấm khiên cũng rạn nứt. Linh hồn của người đàn ông trở lại thân xác, hai mắt mở bừng, vươn tay điểm nhẹ, phá. Trường thương run lên bần bật. Ầm. Tấm khiên vàng vỡ ra, trường thương thẳng tắp lao đến. Nhưng trước khi nó kịp đâm vào giữa trán Tần Quan, lại một tấm lưới vàng khác xuất hiện cản đường. Người đàn ông thấy vậy thì nhíu mày. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột ngột xuất hiện. Nói với Tần Quan, tất cả đã rút lui. Tần Quan gật đầu rồi vung tay, ném hàng loạt tinh đạn về phía người đàn ông cầm thương. Đối phương càng cau mày. Bỗng nhiên, dị biến xuất hiện, những viên tinh đạn kia chợt mở đi, hay đúng hơn là vùng không gian chúng bay qua mở nhạt đi. Một khắc sau, tất cả đã biến mất vô tung. Diệp Huyên và Tần Quan thấy vậy thì sửng sốt. Sau đó, có một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện. Bà ta mặc trường bào rộng màu đen, tóc buông ngang vai, tay cầm pháp trượng vàng rực. Tần Quan nhìn bà ta, chân mày cau lại. Một giọng nói vang lên trong đầu Diệp Huyên và Tần Quan, người cầm thương tên Thiên Danh, là yêu nghiệt xếp thứ nhì bảng thần võ ở thời đại vô danh. Người phụ nữ này là thần tế sư, cũng đến từ thời đại đó, tinh thông đạo pháp, thần pháp, thuật pháp và thần thông không gian cổ xưa. Hai người này và Hạo Tiên đứng đầu bảng thần võ năm ấy là những nhân vật yêu nghiệt nhất thời đại vô danh, cũng có thể được gọi là yêu nghiệt nếu xét hết dòng sông lịch sử của vũ trụ vô biên. Đây là giọng của thủ lĩnh tình báo ám quân. Diệp Huyên nhìn hai người kia, nói, vô biên chi chủ bắt đầu gọi người từ thời viễn cổ đến rồi. Tần Quan hỏi hắn, người giúp ta giữ chân thần tế sư được chứ? Diệp Huyên gật đầu, được. Tần Quan, chắc chắn không.
Diệp Huyên cười, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho bà ta đụng được đến cô. Tần Quan gật gù, cẩn thận. Sau đó cao giọng nói với Thiên Danh, tiếp tục. Đối phương biến mất tại chỗ. Xoẹt. Một thanh trường thương phá không lao tới. Bên kia, Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt thần tế sư. Bà ta nhìn lại với vẻ vô cảm. Hắn suy nghĩ một hồi rồi gọi bút đại đạo xuất hiện trong tay, hỏi nó, bút huynh, từ trước tới giờ huynh chưa thể hiện gì cả, hôm nay có thể ra sức chút không? Nhờ huynh đấy. Sau đó hắn vung tay. Dùng hết toàn lực. Xoẹt. Một luồng bút phong chém ra khiến không gian bốn bề sôi lên sùng sục. Nó có thể phá hủy mấy chục tinh vực. Thần tế sư kia chỉ vung tay lên. Ầm. Bút phong vỡ nát, bút đại đạo trong tay Diệp Huyên cũng nứt ra. Diệp Huyên câm lặng. Bút đại đạo. Một hồi sau, Diệp Huyên mới tìm lại được tiếng nói, ta chịu hết nổi rồi bút huynh à, tình bạn của chúng ta chấm dứt tại đây. Sau đó hắn bước tới. Vung kiếm chém ra. Sát na vô địch. Ầm. Diệp Huyên tiến vào vùng thời không bí ẩn. Vào giây phút hắn định xuất kiếm, thần tế sư bỗng đưa tay làm động tác bắt lấy. Quỳnh. Hắn bị túm khỏi không gian bí ẩn. Thần tế sư lại đảo tay, để một màn sáng mỏng xuất hiện khắp bốn phía. Củng cố không gian. Thần tế sư nhìn Diệp Huyên, tay nâng lên rồi hạ xuống. Xoẹt. Chỉ trong chớp mắt, không gian bốn phía bỗng mờ đi rồi biến thành từng đoạn dây nhỏ. Diệp Huyên chưa kịp phản ứng đã bị chúng trói gô lại như đòn bánh tét. Hắn cả kinh, vội vã đưa tay điều khiển kiếm Thanh Huyên bay ra. Xoẹt. Nhát chém khiến mấy chục sợi dây không gian đứt đôi, nhưng một khắc sau đã có vô số sợi mới thay vào, trói chặt kiếm Thanh Huyên lại. Thấy Diệp Huyên còn muốn điều khiển nó, thần tế sư khép những ngón tay lại rồi vung lên. Đưa kiếm Thanh Huyên sang một chiều thời không khác. Diệp Huyên vẫn có thể cảm nhận được nhưng nó đã ở cách hắn rất rất xa, không thể triệu hồi. Thần tế sư nhìn sang Tần Quan, đang chuẩn bị ra tay thì Diệp Huyên gầm lên. Ầm. Huyết mạch phong ma khủng bố tuôn ra từ cơ thể hắn. Khiến hàng loạt sợi dây không gian trói quanh người bị nhuộm thành màu đỏ máu. Hắn xòe tay ra, chỉ trong phút chốc. Đã có hàng loạt kiếm ý nhân gian đỏ rực tuôn ra từ cơ thể, hóa thành vô số thanh kiếm bay lên cao. Xoẹt 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 xoẹt. Tiếng cắt đứt vang lên liên tiếp, những sợi dây không gian đứt rời rồi lại xuất hiện, nhưng kiếm ý của Diệp Huyên không ngừng túa ra thành từng thanh kiếm bay lên. Chẳng mấy chốc sau, những sợi dây đã dần dà biến mất. Thần tế sư nhìn hắn, nhẹ nhàng xoay tay phải một vòng rồi nhấc lên. Quỳnh. Một hố đen khổng lồ hiện ra dưới chân Diệp Huyên khiến hắn biến mất trong chớp mắt. Đã bị truyền tống đi mất. Ở một vùng tinh không xa lạ nào đó, Diệp Huyên ngơ ngác nhìn bốn phía. Đây là đâu? Như nghĩ đến điều gì, hắn la lên, tiểu hồn. Xoẹt. Thời không trước mặt hắn nứt ra, tiểu hồn xuất hiện trong tay. Tiểu hồn có thể tự do qua lại trong bất kỳ thời không nào, mà bản thân hắn thì chính là tọa độ. Diệp Huyên nắm kiếm Thanh Huyên trong tay, xoay người một cái đã xuất hiện lại trước mặt thần tế sư. Bà ta đang chuẩn bị ra tay với Tần Quan thì nhíu mày, khi ngẩng lên thì thấy một tia kiếm quang đỏ máu lao xuống. Thần tế sư phóng một luồng sức mạnh bí ẩn lên cao. Ầm. Kiếm quang đỏ máu lan tràn, Diệp Huyên bị đẩy lui. Thần tế sư bước tới trước, vung pháp trượng điểm nhẹ về phía hắn. Giác. Không gian phía sau hắn nứt ra thành một kẽ hở, nhanh chóng nuốt chửng hắn. Một khắc sau, hắn lại xuất hiện sau lưng thần tế sư. Bà ta cau mày, xoay người ấn tay phải xuống. Quỳnh! Một luồng sáng trắng mạnh khủng khiếp ùa ra từ tay bà ta ép hắn phải lui bước. Thần tế sư không tiếp tục tấn công mà chỉ cau mày nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay hắn. Bà ta biết nhờ nó mà hắn có thể trở lại sau mỗi lần bị truyền tống đi. Diệp Huyên vung kiếm, nói với bà ta, tiếp đi. Thần tế sư lầm rầm niệm chú, thời không trên đầu Diệp Huyên nứt ra, để vô số thần lôi đen nhánh xuất hiện. Đất trời bỗng dưng run rẩy, vì uy áp. Luồng uy áp khủng khiếp ập xuống như từng đợt sóng, khiến thiên địa cũng sắp không chịu được. Sắc mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm trọng vô cùng, hắn nhắm mắt lại, nhìn về phía thần tế sư,
nghiêm túc nói, ta biết ta không đỡ được chiêu này. Nhưng thân là kiếm tu, ta muốn lần cuối cùng rút kiếm ra, cũng sẽ được chết dưới kiếm. Bà có thể thỏa mãn nguyện vọng này của ta chứ? Hắn đưa kiếm lên giữa trán, khom người hành lễ với đối phương, ta xin bà, thần tế sư đáng kính. Thần tế sư trầm ngâm một thoáng rồi nói, được. Bà ta khép những ngón tay lại, thần lôi trong mây bỗng hóa thành một thanh kiếm, ầm ầm lao xuống. Duỳnh, khắp vô biên thành chấn động kịch liệt rồi mở dần đi. Phải nói rằng uy lực của thanh lôi kiếm này quả thật rất mạnh. Không chỉ có vô biên thành mà tinh vực trong chu vi mấy chục triệu dặm đều bị ảnh hưởng. Thời không nứt toác, lan tràn đi khắp các tinh vực lân cận với tốc độ khủng khiếp. Vô biên thành đã rất lâu rồi không gặp phải đại chiến kịch liệt ngần này, thế là vô số người nhìn về phía thư viện Quan Huyên với ánh mắt hoảng sợ. Chỉ thấy bầu trời nơi đó đang sôi sùng sục như một nồi nước nóng, đến là kinh khủng. Diệp Huyên nhìn thanh lôi kiếm đang rơi xuống, hé miệng cười to, hoàn toàn không sợ chết, trong mắt lại tràn đầy đau thương. Thần tế sư lẳng lặng nhìn hắn. Chỉ thấy hắn giẫm mạnh chân phải, hóa thành kiếm quang đỏ thắm phóng lên cao. Chủ động ra tay. Thần tế sư cau mày lại. Khi thấy Diệp Huyên không rút kiếm mà đâm thẳng vào lôi kiếm. Hắn muốn chết ư? Ánh mắt bà ta nhìn Diệp Huyên tràn ngập hoài nghi và khó hiểu. Một khắc sau, đồng tử bà ta rụt lại. Ầm. Thanh lôi kiếm ở chân trời đâm vào giữa trán Diệp Huyên. Uỳnh. Thân thể hắn chấn động kịch liệt, nhả ra một luồng sức mạnh đáng sợ, đập nát thời không xung quanh. Thần tế sư mở to mắt, sắc mặt xấu xí vô cùng. Bà ta nhận ra mình đã trúng kế. Bởi vì đối phương có thể cắn nuốt kiếm. Bị lừa rồi. Ánh mắt thần tế sư lạnh đi. Ở chân trời, Diệp Huyên run lên từng chập, cảm thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng. Vô cùng vô tận. Thấy hắn nhìn xuống, thần tế sư lạnh lùng nói, hèn hạ. Diệp Huyên không nhiều lời mà vung kiếm chém xuống. Một lần nữa sử dụng sát na vô địch. Xoẹt. Hắn trốn vào vùng không gian bí ẩn. Một khắc sau, bảy cái bóng mở bao vây lấy thần tế sư rồi chém xuống. Bảy tia kiếm quang lần lượt xuất hiện. Ầm. Một chùm sáng vàng bay ra đánh vỡ bảy tia kiếm quang. Bảy cái bóng kia cũng rút lui, Diệp Huyên bất ngờ xuất hiện phía trên thần tế sư, chém kiếm xuống. Thần tế sư vung ngang pháp trượng. Ầm. Nhát chém này khiến thời không xung quanh họ sụp đổ. Thần tế sư lại không lùi dù chỉ nửa bước. Diệp Huyên nheo mắt, khẽ động tâm niệm, lập tức có mấy thanh ý kiếm chém vào sau lưng thần tế sư. Bà ta chỉ bình tĩnh ấn tay trái xuống. Uỳnh. Một luồng sức mạnh khủng khiếp bay lên đánh văng Diệp Huyên lẫn kiếm bay đi nghìn trượng. Khi dừng lại, thân thể hắn tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng. Diệp Huyên tham lam hít một hơi thật sâu. Hắn đã hoàn toàn hấp thụ tất cả số thần lôi màu đen ban nãy. Đại bổ. Tiếc rằng vẫn chưa thể đạt đến vạn kiếp cảnh. Nếu có thêm nữa thì sẽ có cơ hội. Diệp Huyên ngẩng đầu lên, thấy thần tế sư bỗng xòe bàn tay, để một ngọn lửa đen phóng ra. Uỳnh. Sự xuất hiện của nó khiến thời không bốn phía nhòa đi, kèm theo là cảm giác nóng rẫy lan tràn bốn phía như đang ở trong dung nham. Diệp Huyên nheo mắt, khẽ động tâm niệm, để kiếm thanh huyên hóa thành kiếm khiên chắn trước mặt. Đùng. Bị ngọn lửa đánh trúng, kiếm thanh huyên run lên bần bật, một khắc sau đã bị lửa bao lấy. Đồng thời, một tia lửa phóng qua thân kiếm, đánh vào Diệp Huyên. Diệp Huyên nhíu mày, ngưng tụ vô số kiếm ý nhân gian trong tay, huyễn hóa chúng thành ý kiếm bay ra. Xoẹt. Hàng loạt tiếng xé rách vang lên. Tia lửa bay đến trước mặt Diệp Huyên bị xé thành từng mảnh. Một cái bóng mờ ảo bất thình lình xuất hiện trước mặt, hắn nheo mắt lại. Động tâm niệm gọi kiếm thanh huyên xuất hiện. Đoạn thân hình khẽ run, sử dụng sát na vô địch, nhưng vừa bước vào thời không bí ẩn đã bị lôi ra. Uỳnh. Theo âm thanh trầm đục vang lên, Diệp Huyên lẫn kiếm bị đánh bay đi mấy vạn trượng. Vừa dừng lại, một dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng hắn. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thần tế sư nâng tay phải lên rồi ấn xuống. Vô số thời không phía trên hắn sập xuống như núi đổ. Chấn áp thời không. Diệp Huyên động tâm niệm, điều khiển kiếm thanh huyên xuyên qua thời không.
hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện lại phía trên thần tế sư. Vung kiếm chém xuống, thần tế sư chỉ phất tay, để một quầng tia chớp loe ra. Quỳnh, Diệp Huyên lần nữa bị đánh bay, nhưng một khắc sau đã có mấy chục ngàn thanh ý kiếm đổ ập xuống như mưa rào. Thần tế sư nhíu mày, đọc thần chú, gọi một khiên chắn khổng lồ hình tròn xuất hiện trên đầu. Ầm ầm ầm. Từng tiếng vang lớn thay nhau thổ ra. Diệp Huyên không tiếp tục ra tay nữa mà xoay người dõi về nơi xa. Tần Quan và Thiên Danh kia đã biến mất. Đi đâu rồi? Đôi mày hắn nhíu lại. Giọng của Ám Quân vang lên trong đầu, Diệp công tử chớ lo. Các chủ và Thiên Danh đang ở thời không dị vực, rất an toàn, nhiều nhất là nửa giờ nữa sẽ chiến đấu xong. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Không ngờ Thiên Danh lại mạnh vậy. Ám Quân tiếp tục, các chủ có rất nhiều vũ khí sát thương rất lớn, không dám sử dụng bừa bãi để tránh liên lụy đến người vô tội. Diệp Huyên nghe vậy thì hiểu ngay. Tần Quan không thi triển được hết công phu của mình, cái quả cậu bé gì đó của nàng ta có uy lực khủng khiếp vô cùng, một khi thả ra thì có khi mấy chục, thậm chí là mấy trăm tinh vực, đều sẽ bị nổ tan tành. Nghĩ vậy, Diệp Huyên không khỏi câm nín. Xem ra thần khí mạnh quá cũng không phải chuyện tốt. Hắn thu hồi suy nghĩ rồi nhìn thần tế sư, thấy bà ta cũng đang nhìn lại. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng vô cùng. Hắn biết Vô Biên Chi Chủ đã bắt đầu ra tay với mình và Tần Quan. Nhưng không chỉ có hai người này. Nếu còn những người khác. Nghĩ đến đây, đồng tử Diệp Huyên bỗng rụt lại, đầu ngẩng phắt lên. Tần Quan đang gặp nguy hiểm. Mục tiêu ngay từ đầu của Vô Biên Chi Chủ chính là nàng ta, thần tế sư chỉ đang giữ chân hắn mà thôi. Hắn lập tức ngự kiếm bay lên, nào ngờ đã gặp một bàn tay khổng lồ ập xuống. Diệp Huyên nheo mắt lại, cầm kiếm Thanh Huyên bổ tới. Xoẹt. Một tia kiếm quang xông thẳng về chân trời. Ầm. Nó vỡ tan, Diệp Huyên bị đẩy về nơi cũ. Vừa dừng lại, một dòng máu trào ra từ khóe miệng. Thần tế sư nói, ngươi sẽ không cứu được ai. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Đối phương thật sự đang nhằm vào Tần Quan, chắc chắn còn có siêu cường giả khác ngoài Thiên Danh ra. Phải làm sao đây? Diệp Huyên siết chặt kiếm Thanh Huyên rồi vung tay không chút do dự, để nó biến mất tăm. Thần tế sư thấy vậy thì nhíu mày, đang muốn ra tay ngăn lại thì nhận ra mình không cảm nhận được nó nữa. Bà ta hỏi, người đang làm gì? Diệp Huyên không đáp. Thời không trước mặt hắn vỡ ra, thứ xuất hiện chính là kiếm Thanh Huyên vừa biến mất, đi cùng với nó là một cô gái An Lan Tịnh. Thấy vậy, sắc mặt thần tế sư lạnh đi. Thì ra hắn bảo Thanh Kiếm đi gọi người đến. Thấy An Lan Tịnh nhìn thần tế sư như muốn ra tay, Diệp Huyên nói, An Di đi giúp Tần Quan đi. An Lan Tịnh nhìn hắn, con còn đánh lại bà ta được không? Diệp Huyên lắc đầu, không, nhưng con có thể gọi thêm người. An Lan Tịnh suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, cẩn thận. Sau đó nàng ấy cầm thương phóng đi, biến mất ở cuối tinh không. Thần tế sư nhìn Diệp Huyên với ánh mắt trầm trọng, tay phải siết lại. Bỗng có một cô gái đi đến từ phía sau, chính là người đứng đầu bảng thần võ Nạp Lan Minh. Diệp Huyên đã từng đụng độ trước kia. Nạp Lan Minh khẽ thi lễ với thần tế sư, người đến thời không dị vực đi, ta sẽ ngăn hắn lại. Thần tế sư liếc nhìn Diệp Huyên rồi nhìn Nạp Lan Minh, đừng nghe những gì hắn nói. Thấy bà ta bước đi, một thanh kiếm bất ngờ lao tới. Diệp Huyên ra tay. Hắn muốn cản bà ta lại. Nạp Lan Minh bỗng bước tới trước, một luồng thế ngất trời lập tức ùa ra đánh vào kiếm Thanh Huyên. Quỳnh. Thanh kiếm bị chặn đứng. Mà thần tế sư đã biến mất. Diệp Huyên nhìn Nạp Lan Minh, thấy nàng ta siết tay phải lại rồi bước tới tung ra một cú đấm. Diệp Huyên nheo mắt, thân hình run lên, tiến vào thời không bí ẩn. Sát na vô địch. Chiêu này vô dụng với thần tế sư, nhưng Nạp Lan Minh không phải bà ta. Khi hắn bước vào thời không, cú đấm của Nạp Lan Minh bị vô hiệu. Một khắc sau, bảy phân thân xuất hiện quanh nàng ta, lập tức chém ra bảy tia kiếm quang. Nạp Lan Minh nheo mắt, khẽ quát một tiếng, tung cú đấm ra. Thời không trước mặt nàng ta vỡ toang, bảy phân thân của Diệp Huyên cũng bị đẩy lui.
Diệp Huyên bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng ta, chém kiếm xuống. Nạp Lan Minh không hề tránh, trực tiếp tung đấm nghênh chiến. Uỳnh, quyền chạm kiếm, hai bên bị đẩy lùi. Diệp Huyên lui về hơn nghìn trượng mới dừng lại, lập tức ngẩng đầu nhìn Nạp Lan Minh. Hắn đang định ra tay thì thấy không gian cạnh bên chấn động, bèn xoay lại nhìn. Một khắc sau, nó vỡ ra, để một người xuất hiện. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó mừng như điên, nàng đến rồi. Đó là người đã lâu lắm không xuất hiện, An Lan Tú. An Lan Tú. Hai người đã không gặp nhau kể từ ngày nàng theo Thanh Nhi đến hệ Ngân Hà. Diệp Huyên cũng không ngờ nàng sẽ đến vào lúc này. Nhìn thấy nàng, hắn vừa mừng vừa sợ. An Lan Tú đi đến, nói ta ngăn nàng ta lại. Diệp Huyên gật đầu, được. An Lan Tú không nhiều lời nữa mà bước tới trước, đâm thương về phía Nạp Lan Minh. Diệp Huyên cũng không lãng phí thời gian mà ngự kiếm biến mất trong vũ trụ. Không lâu sau, hắn dừng lại. Khi nhìn thấy một người đàn ông đứng gần đó. Người này mặc trường bào trắng giản dị, tay phải cầm một thanh trường đao. Diệp Huyên, ngươi là người nổi danh cùng Nạp Lan Minh. Gã ta gật đầu. Diệp Huyên biến mất tại chỗ. Xoẹt. Một luồng kiếm quang bổ xuống, xé nát hết thảy những gì trên đường nó đi qua. Người đàn ông nheo mắt lại, khi kiếm quang lao đến gần thì rút đao chém ra. Xoẹt. Kiếm quang của Diệp Huyên vỡ nát, đồng thời cũng có một thanh kiếm lao về giữa trán người đàn ông. Gã xoay đao sang đỡ. Choeng. Tiếng kim loại lảnh lót vang lên, chỉ thấy người đàn ông liên tiếp thối lui, bị hàng loạt thanh ý kiếm chém xuống như mưa. Gã nheo mắt lại, vung đao chém ngang. Xoẹt. Vùng thời không trước mặt gã ta bị xé thành một cái rãnh sâu vạn trượng. Vô số ý kiếm vỡ nát. Đúng lúc này, có bảy phân thân của Diệp Huyên xuất hiện quanh gã, mang theo bảy tia kiếm quang nện xuống. Một tia lạnh lùng lóe lên trong mắt, người đàn ông vung đao quét ngang, kéo ra đao quang như thủy triều. Quỳnh. Bảy phân thân của Diệp Huyên bị đẩy lui, nhưng người đàn ông cũng lui lại hơn nghìn trượng. Trong lúc đó, kiếm Thanh Huyên đã lao tới. Một tia quyết tuyệt lóe lên trong mắt, người đàn ông giẫm mạnh chân phải, chém ra một đao. Quỳnh. Nhát chém này nện vào thân kiếm Thanh Huyên khiến nó chấn động, nhưng thanh đao trong tay người đàn ông thì nứt nẻ, khiến thời không bốn phía bị xé tan tành. Thấy đao vỡ, đồng tử người đàn ông rụt lại. Nhưng Diệp Huyên đã vung kiếm bằng hai tay rồi đập xuống. Oanh! Trường đao của gã ta bể thành vô vàn mảnh vụn. Diệp Huyên lại chém xuống. Ầm! Người đàn ông bị đánh bay đi vạn trượng, đồng thời có một vết kiếm dài cả vạn trượng xuất hiện giữa cả hai. Khi dừng lại, lớp áo trắng của người đàn ông đã rách tung tóe, chỉ thấy bên dưới là một bộ nhuyễn giáp màu đen đang có một vết cắt sâu hóm bên trên. Nó đã giúp người đàn ông chặn lại một chiêu vừa rồi. Diệp Huyên điềm tĩnh nhìn bộ giáp. Người đàn ông nói, kiếm của ngươi rất tốt. Diệp Huyên không nói gì, chỉ nhắm mắt lại. Quỳnh. Hàng loạt kiếm ý nhân gian ùa ra khỏi cơ thể hắn trong nháy mắt, chỉ chốc lát đã hình thành mấy trăm ngàn thanh ý kiếm. Người đàn ông thấy vậy thì gọi một thanh trường đao xuất hiện, nắm chặt trong tay phải. Vô số đạo ý ùa ra từ người gã ta. Khí thế cũng đạt đến cực hạn. Diệp Huyên bỗng biến mất tại chỗ. U. Tiếng kiếm minh bén nhọn vang lên khắp tinh vực. Vào khoảnh khắc đó, mấy trăm ngàn thanh ý kiếm cũng đồng loạt biến mất. Một tia lệ khí lóe lên trong mắt, người đàn ông bước tới, vung đao chém ra. Ầm. Đao khí lao tới đón đầu kiếm của Diệp Huyên. Quỳnh. Vùng tinh vực tĩnh lặng này bất chợt chấn động kịch liệt. Vô số đao quang kiếm khí vỡ tan, nhưng không bao lâu sau lại có đao quang kiếm khí mới xuất hiện. Việc này kéo dài chừng nửa giờ sau, tinh vực mới trở lại yên tĩnh. Lúc này, Diệp Huyên đã ở phía sau người đàn ông kia hơn nghìn trượng. Thân hình gã hơi gù xuống, trước ngực cắm một thanh ý kiếm. Gã nhìn nó, thì thầm, kiếm nhanh lắm. Diệp Huyên xòe tay, để kiếm ý phóng lên cao người đàn ông thần hồn câu diệt. Hắn không nán lại nữa. Thân hình run lên, biến mất ở sâu trong tinh không một chốc sau, hắn đặt chân đến một vùng tinh vực xa lại nhìn khắp bốn phía, ám quân. Một bóng mờ xuất hiện trước mặt hắn.
Diệp Huyên hỏi, nàng ta ở đâu? Âm U xoay người, để một ông lão đi đến từ xa chính là lão Pháp. Ông ta khép ngón tay lại, tạo ra một truyền tống trận màu xanh trước mắt Diệp Huyên. Ông ta hành lễ, xin Diệp công tử hãy cứu tiểu thư. Ám quân cũng hành lễ theo. Diệp Huyên nói, chừng nào ta còn sống, nàng sẽ không chết. Sau đó vọt vào truyền tống trận. Quỳnh. Hắn hóa thành một tia sáng, thoát cái biến mất. Không biết qua lâu sau, Diệp Huyên mở mắt, thấy mình đang đứng trong một thế giới đen kịt. Sắc mặt hắn xa sầm. Thế giới này đã vỡ. Xem ra trận chiến diễn ra vô cùng kịch liệt. Diệp Huyên nhìn khắp bốn phía, nhanh chóng thấy An Lan Tịnh đang chiến đấu cùng thần tế sư. Thần tế sư này đã khác trước, sắc mặt trầm trọng vô cùng, pháp trượng trong tay thì nứt nẻ. Thấy hắn xuất hiện, bà ta nhíu mày. An Lan Tịnh chợt nói, đi giúp Tần cô nương đi. Vươn tay chỉ về bên phải. Diệp Huyên gật đầu, thân hình run lên, hóa thành kiếm quang biến mất. Thần tế sư nói, các ngươi sẽ không cứu được nàng ta. An Lan Tịnh nhíu mày, lắm lời. Sau đó biến mất tại chỗ, đâm thương về trước. Quỳnh! Thương như rồng cuốn, chấn động thiên địa. Sắc mặt thần tế sư đanh lại. Người này không dễ ức hiếp như Diệp Huyên. Diệp Huyên ngự kiếm bay đến một vùng tinh không khác. Vừa đi vào đã nghe tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên bốn phía, đồng thời là từng đợt khí đáng sợ ập đến. Đồng tử hắn rụt lại, bước tới trước, cầm kiếm chém ra. Xoẹt! Nhát chém này khiến luồng khí trước mặt hắn bị vỡ ra, nhưng một khắc sau lại có một luồng khí khác càng hung tợn hơn nhào đến. Một tia lệ khí lóe lên trong mắt, hắn xoay tay, lại lao tới chém về trước một cái. Xoẹt! Hắn như mũi tên rời cung. Xé nát từng đợt khí như trẻ tre. Không lâu sau, hắn đã rời khỏi tầng khí kia, đi đến một vùng tinh vực. Hắn thấy được Tần Quan đang bị ba người vây công, ngoại trừ Thiên Danh ra còn có một lão già và một cô gái. Diệp Huyên đã từng thấy cô gái kia, chính là Minh Tân của đế quốc thần Minh. Lão già thì hắn chưa từng gặp bao giờ. Lão ta mặc chiến giáp đen nhánh, tay phải cầm trường mâu màu đen, khắp người tản ra khí tức đáng sợ vô cùng. Tần Quan đứng giữa ba người họ, cầm trong tay một khẩu súng. Chính là khẩu súng có 100 triệu phát đạn. Thấy vậy, Diệp Huyên không khỏi lắc đầu cười. Món thần khí ấy khủng khiếp dễ sợ. Ba người kia cũng nhìn thấy hắn, Minh Tân nhíu mày. Tần Quan cũng quay lại, chỉ tay lên trời, bên trên còn nhiều cường giả bí ẩn. Diệp Huyên ngẩng đầu, chỉ thấy một vùng đen nhánh, cũng không cảm nhận được gì. Còn nhiều cường giả bí ẩn. Hắn không nghĩ ngợi nữa mà xuất hiện bên cạnh Tần Quan, nhìn khắp bốn phía, hỏi cần giúp đỡ không? Tần Quan gật đầu. Diệp Huyên, nói đi. Tần Quan nghiêm giọng, gọi người đến đây. Diệp Huyên cứng đờ. Tần Quan, người chưa đánh lại những người này đâu tiểu huyên tử, còn có thể gọi ai đến không? Diệp Huyên nghĩ ngợi, hình như hết rồi, nhưng mà... Hắn nhìn ba người kia, ta có thể đánh một tên. Tần Quan nhìn hắn, chắc chứ? Diệp Huyên gật đầu, chắc. Tần Quan cười, muốn đánh ai? Diệp Huyên không nghĩ nhiều mà chỉ vào Minh Tân. Nàng ta lạnh nhạt nói, vậy thì đến đây. Diệp Huyên không nói nhiều mà hóa thành kiếm quang biến mất tại chỗ. Minh Tân nheo mắt, tung người nhảy lên, vung chân đạp xuống. Ầm. Kiếm quang vỡ nát. Diệp Huyên ôm kiếm bay tít ra vạn trượng. Minh Tân thu chân về, phủi nhẹ tay áo, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta yếu lắm sao Kháo Sơn Vương. Diệp Huyên lau vết máu bên môi, nhìn Tần Quan, nghe nàng ta nói, nàng ta giấu sức mạnh. Diệp Huyên nhìn Thiên Danh, thấy gã bình thản đứng đó, không nói gì. Diệp Huyên nghĩ nghĩ, lại nhìn lão già, nghe lão ta nói, ngươi có thể chọn ta. Hắn nhắm mắt lại. Huyết mạch bắt đầu sôi trào. Quỳnh. Trong chớp mắt hắn đã biến thành một huyết nhân. Tần Quan tròn mắt, người đây là huyết mạch chi lực. Diệp Huyên gật đầu. Tần Quan quan sát một hồi, gật gù thú vị. Bữa nào ngươi cho ta ít máu, để ta nghiên cứu tìm cách giúp ngươi nhanh chóng đột phá huyết mạch. Diệp Huyên hỏi, làm được sao? Tần Quan gật đầu, được,
Được thì ngươi cho ta nhiều máu hơn, để ta chế ra vũ khí huyết mạch. Mặt Diệp Huyên lập tức đen xì. Thấy hắn chuẩn bị ra tay, Tần Quan kéo hắn lại, bọn chúng đông, không đánh được đâu. Sau đó nàng ta nhìn đám Minh Tân, cười hỏi, tiểu huyên tử, có muốn xem thử sức mạnh của đồng tiền không? Diệp Huyên, muốn. Tần Quan cười hì hì, truyền Tần Quan lệnh của ta xuống. Trong chư thiên vũ trụ này, ai đến giúp đỡ ta sẽ nhận được 1 tỷ trụ nguyên mạch. 1 giờ được 1 tỷ, không giới hạn thời gian. Diệp Huyên, Tần Quan lệnh nhanh chóng được lan truyền khắp chư thiên vạn giới dưới sự vận hành cực nhanh của Tiên Bảo Các. Trong một vực sâu nọ, một bóng đen xuất hiện trước một chiếc quan tài, thấp giọng hỏi, đánh không lão tổ. 1 giờ 1 tỷ trụ nguyên mạch không hạn chế thời gian. Nắp quan tài bật mở, một bàn tay nhăn nheo vươn ra đầy kích động, đỡ ta dậy. Trong tinh không tĩnh mịch, Diệp Huyên kéo góc áo của Tần Quan, nghiêm túc nói, sẽ có người tới sao? Tần Quan cũng nghiêm túc đáp, người có thể không tin ta, nhưng phải luôn luôn tin tưởng đồng tiền. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì đúng lúc này, thời không bên phải đột nhiên nứt ra, một khắc sau, một cường giả bí ẩn trùm áo bào đen xuất hiện. Nhìn thấy cường giả bí ẩn này, 3 người Minh Tân chợt nhíu mày lại. Cường giả bí ẩn kia liếc nhìn mấy người Minh Tân, sau đó lại nhìn sang Tần Quan, khàn giọng hỏi, Tần các chủ, cô nói thật không? Tần Quan cười, nhất ngôn cửu đỉnh. Cường giả bí ẩn gật đầu, uy tín của Tần các chủ khắp vũ trụ đều biết, ta tin các chủ. Nói xong, ông ta nhìn mấy người Minh Tân, ta chỉ có thể đánh 1 người. Tần Quan nói, đánh tên cầm thương kia đi. Cường giả bí ẩn gật đầu, được. Nói xong, ông ta nhìn người đàn ông cầm thương, lúc này, Minh Tân ở một bên đột nhiên nói, các hạ có biết mình đang làm gì không? Cường giả bí ẩn im lặng. Minh Tân nhìn cường giả bí ẩn, nếu các hạ đã dám đến thì tất nhiên không phải là người tầm thường, hẳn là phải biết chúng ta nhận được lệnh của vô biên chi chủ, chúng ta. Cường giả bí ẩn đột nhiên lắc đầu, ta biết, các người có được mệnh lệnh của vô biên chủ, nhưng... Tần các chủ cho nhiều lắm, thật sự rất nhiều. Phía xa xa, Thiên Danh đột nhiên nói, các hạ đã biết Tần các chủ có tiền thì sao không liên thủ với chúng ta chém giết nàng, sau đó chia đều tài sản. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày lại, giờ hắn mới hiểu được một chuyện. Vô biên chủ muốn giết Tần Quan trước, mục đích thực sự không phải là muốn cắt đứt cánh chim của Diệp Huyên hắn, mà là vì nhắm vào của cải của Tần Quan. Nếu để vô biên chủ có được tài sản của Tần Quan, thôi không dám nghĩ nữa. Nghe Thiên Danh nói thế, cường giả bí ẩn kia hơi trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, Thiên Danh, ngươi đừng dụ dỗ lão phu nữa. Nếu giết được Tần các chủ, các ngươi không còn ai kiềm chế, khi ấy các ngươi sẽ phân tiền cho lão phu sao? Không, tất nhiên là không rồi. Không chỉ không chia tiền, mà khi ấy lão phu còn sẽ bị các ngươi khống chế ngược lại, một là thần phục, hai là chết. Thiên Danh nhìn cường giả bí ẩn kia, định nói chuyện thì ông ta đã cướp lời trước, đừng phí nhiều lời nữa. Ta không tham lam, đánh vài giờ xong sẽ đi. Nói rồi, ông ta lập tức biến mất. Phía xa, Thiên Danh khẽ nhíu mày, gã bước ra trước một bước, đâm thương ra. Ầm ầm, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, Thiên Danh lập tức bị đánh lùi. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên hơi kinh ngạc, người này mạnh ghê. Tần Quan gật đầu, đúng. Mà lúc này, ở một bên khác, lại có một cường giả bước tới, đó là một người đàn ông trung niên mặc trường bào rộng thùng thình, trong tay cầm một thanh trường thương. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, Minh Tân cau mày lại, ngươi là ai? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 219.